Tại một thế giới hoang sơ nơi dị thú hoành hành, con người ở đây phải rất cố gắng để có thể sinh tồn được. Tô Hoàn vốn chỉ là một thiếu niên tầm thường trong thế giới này, may mắn phủ đầu thế nào, lại nhận được cuốn sách cổ chứa đựng tri thức của thế giới cổ xưa mà vụt sáng trở thành thiên tài. Anh ta nhẹ nhàng ấp nở ra loài rồng, kích hoạt những huyết mạch mạnh mẽ mà người khác có mơ cũng không thể với tới. Liệu rằng anh ta có thể từng bước trở thành ngự long sư số 1 và duy nhất trong thế giới này? Hãy cùng Pikapi theo dõi bộ bí pháp ngự rồng của Tô Hoàn luôn và ngay nhé! Trên bầu trời âm u lóe sáng lên những vụ nổ khổng lồ, soi sáng hình bóng những sinh vật to lớn trên không trung. Những sinh vật to lớn đó là những con rồng khổng lồ, chúng đang không ngừng rơi rụng từ trên không trung xuống thành trì quan trọng cuối cùng của loài người có tên Hoàng Hôn Thành. Xác rồng nằm la liệt khắp mặt đất, trên không trung thì những tiếng nổ vang dữ dội vẫn không ngừng phát ra. Từ trên cao, một con rồng đỏ rực khổng lồ cũng đang rơi tự do thẳng xuống thành Hoàng Hôn. Một ông lão râu tóc bạc trắng, trùm áo choàng tay cầm quyền trượng đứng trên đỉnh tòa tháp cảm thán ngay cả tổ long cũng đã phải ngã xuống rồi. Lúc này một thanh niên bước ra từ cánh cổng không gian ngay cạnh ông lão, gọi ông ta là Chí Thánh Giả, cảnh cáo ông lão rằng thế giới của họ đã hoàn toàn mất hết hy vọng rồi. Người thanh niên có khả năng đi qua cổng không gian này là A Tháp, là Thời Quang thủ hộ nhân. A Tháp muốn cùng Thời Quang Long Nhiên thiêu đốt sinh mệnh và chân linh để có thể mở ra một con đường cho Chí Thánh Giả lội ngược dòng thời gian thông qua Thời Quang thông đạo. Anh ta muốn Chí Thánh Giả hãy mang theo hy vọng của toàn thế giới rời khỏi kết cục bi thảm này. Anh ta tin tưởng với trí tuệ của Chí Thánh Giả hoàn toàn có thể ở một thời đại khác viết lại vận mệnh của nhân loại. Thế nhưng Chí Thánh Giả phủ nhận chuyện rời đi này. Ông ta nói những vị thần giỏi nhất về thời quang trong số các cấm kỵ thần vẫn luôn quan sát chặt chẽ nơi này. Tất cả sinh mệnh thuộc về thời đại này không có cơ hội nào để rời khỏi đây được cả. Vừa nói Chí Thánh Giả vừa gõ cây quyền trượng của mình xuống tòa tháp, một nguồn năng lượng khổng lồ được tích tụ lại sau đó theo sự điều khiển của Chí Thánh Giả ngưng tụ lại thành một cuốn sách vàng óng. Cuốn sách kia chứa đựng toàn bộ tri thức của thời đại này. Chí Thánh Giả muốn đưa cuốn sách kia trôi vào thời quang thông đạo đưa tới tay người hữu duyên để người kia viết lại vận mệnh của nhân loại. Chí Thánh Giả tụ tập năng lượng vào quyền trượng trong tay, sau đó kiến tạo nên hàng loạt vòng phép thuật siêu toa khổng lồ nối tiếp nhau mở ra thông đạo cho cuốn sách bay lên. Cuốn sách theo phép thuật Chí Thánh Giả đánh ra bay vút lên trên trời cao tăm tối. Thế nhưng lúc này có một giọng nói vang vọng trong hư không, chê cười sự vùng vẫy nhỏ bé cuối cùng này của nhân loại. Nó tuyên bố trước khi số phận hủy diệt giáng lâm, nhân loại cố làm ra bất cứ sự vùng vẫy kháng cự vô ích nào cũng chỉ càng khiến cho nhân loại trông đáng thương hơn thôi. Trên bầu trời tăm tối chợt xuất hiện hình bóng một con quái vật khổng lồ. Nó giỗi ra những xúc tua kỳ quái của mình bao trọn lấy luồng ánh sáng chứa đựng cuốn sách kia, không để nó tiến lên thêm một bước nào nữa. A Tháp và Chí Thánh Giả nhanh chóng nhận ra cái con quái vật ghê tởm vừa xuất hiện trên không trung kia chính là cấm kỵ chi thần. Bọn họ đã nhìn ra cấm kỵ chi thần đang vây những xúc tua của mình xung quanh luồng ánh sáng dẫn theo cuốn sách, nó đang muốn phá hủy thông đạo. Cấm kỵ chi thần muốn mạnh bạo dập tắt toàn bộ hy vọng của nhân loại, muốn cho nhân loại chìm ngập trong thống khổ mà hóa thành cho bụi trong thời đại này đi thôi. Chí Thánh Giả không phản bác lời của cấm kỵ chi thần khi nó gọi nhân loại chỉ là cho bụi, thế nhưng nhân loại không chỉ là cho bụi mà cũng là anh hùng nữa. Tiếp theo đó cơ thể của Chí Thánh Giả và cả thời quang thủ hộ nhân A Tháp bên cạnh bắt đầu tan biến thành những hạt bụi sáng lóng lánh. Những nhân loại còn sót lại bên trong Hoàng Hôn Thành lúc này cũng đã nhận ra Chí Thánh Giả trên đỉnh tháp cao đang thực hiện nghi thức hiến tế. Chí Thánh Giả lên tiếng cảm thán rằng thời đại này đã chuẩn bị đi tới điểm kết thúc, sắp sửa tan biến thành tro bụi. Ông ta hy vọng những chiến sĩ còn sót lại có thể đồng hành cùng ông ta bùng lên ngọn lửa chói lòa vào những giây phút cuối cùng này. Các dũng sĩ có người vẻ mặt an tường, có người trào dâng nước mắt, nhưng tất cả bọn họ đều nhanh chóng đi theo Chí Thánh Giả, thân thể dần tan biến thành những điểm sáng. Với việc toàn bộ nhân loại còn sót lại của thế giới này lấy sinh mệnh của bản thân làm cái giá cho nghi lễ hiến tế, thông đạo thời không mang theo cuốn sách tri thức kia được búp một nguồn năng lượng khổng lồ, phá tan sự cố gắng cản đường của cấm kỵ chi thần mà trôi vào thời không quang đạo ngược về quá khứ. Toàn bộ niềm hy vọng của nhân loại để chống lại thời khắc suy tàn đều đặt trọn trong cuốn sách kia. Hy vọng người nào đó trong quá khứ nếu tiếp nhận được phần lễ vật này có thể xoay chuyển tương lai gánh cả nhân loại thoát khỏi diệt vong. Khung cảnh thay đổi tới một nơi bớt xám xịt hơn. Nơi này là một thế giới ngự thú hoành hành, một thời đại hoang phế xa xưa. Nơi đây có muôn vàn chủng loại rồng sinh sống. Các ngự thú sư dựa vào các chủng loại long tộc mạnh mẽ làm cộng sự chinh chiến thế giới, xây dựng nên các tụ tập chi địa, thu gom những nguồn vật tư cao cấp. Mà ở bên ngoài những khu tụ tập này, khắp nơi đều là quái thú hoang dã vô cùng nguy hiểm, cơ bản là khó mà sống được. Hắc Đăng tụ tập địa là nơi trú ngụ của nhân loại trên mảnh đất hoang phế này hơn trăm năm. Bảo chủ tức người đứng đầu tụ tập chi địa này là một vị ngự thú sư cực kỳ cường đại. Cơ chế huấn luyện ngự thú sư đặc biệt của Hắc Đăng Thành chính là tác phẩm của ông ta. Mà đó cũng chính là nguồn sức mạnh để Hắc Đăng Thành đứng vững được cả trăm năm qua. Trong đêm tại trung tâm của Hắc Đăng Thành, một thanh niên đang đăm chiêu nhìn lên bảng thông báo công khai giữa thành.
Bên trên có một thông báo rằng doanh trại ngự thú sư đặc huấn không nuôi kẻ vô tích sự, sau thời hạn 3 năm mà thằng nào còn chưa ấp được trứng thú nở thành công thì sẽ bị đẩy vào đội tìm kiếm. Nếu mà đứa nào dám ý kiến thì sẽ được tặng miễn phí cho một vé đi gặp Diêm Vương ngay và luôn. Thanh niên đọc xong tờ thông báo kia rồi lại nhìn vào quả trứng đang cầm trên tay mà thở dài thườn thượt. Anh ta đặt mông ngồi xuống chiếc thùng gỗ ngay bên cạnh rồi tự nhủ thật sự là không cam tâm. Nhìn qua trang phục có vài vết chấp vá của anh ta có thể thấy được thanh niên này thời gian qua cũng có một cuộc sống không thoải mái rồi. Ngày mai đã là ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 năm rồi, thế nhưng quả trứng trong tay anh ta vẫn chưa có chút dấu hiệu nở ra. Đúng lúc thanh niên đang ngước lên bầu trời mà than thân trách phận thì một luồng sáng vàng chợt xuất hiện trong tầm mắt anh ta. Không đợi cho chàng thanh niên này kịp định hình thì luồng sáng kia đã tăng tốc lao thẳng xuống, sau đó đâm thẳng vào trán anh trai này. Anh trai sau khi bị luồng sáng kia tập kích thì ngã sõng xoài ra đất, như thể là bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Trong đầu thanh niên kia lúc này đang tràn vào một nguồn kiến thức khổng lồ, hình ảnh về những con rồng hùng mạnh, về những kỵ sĩ thuần hóa loài rồng rồi sử dụng nó để tăng cường chiến lực cho bản thân và muôn vàn hình ảnh khác nữa. Có lẽ là thanh niên kia còn ngất ra đó dài dài từ từ trải nghiệm từng hình ảnh mới lạ xuất hiện trong đầu mình, nếu như không có tiếng gọi từ bên cạnh đánh thức anh ta. Đến khi thanh niên này có thể mở mắt ra thì trời đã sáng bừng rồi, hóa ra là anh trai này nằm lăn ra đất ngủ cả đêm ngoài đường thật. Lúc này có một đám người đang vây quanh xì xào bàn tán về anh ta, còn tiếng gọi đánh thức thanh niên này dậy là từ một tên thanh niên khác. Hắn ta truy tay thì cầm roi, sau lưng vác theo cả súng truy hỏi thanh niên kia cả đêm ngủ ngoài đường hay gì. Theo lời của tên kia thì ngự thú sư đặc huấn học viên không có quyền hạn qua đêm trong thành bảo. Và giờ thì hắn đang tra hỏi có phải là thanh niên vừa mới ngất trên cành quất kia có phải đã ngủ ở đây cả đêm rồi hay không. Thanh niên kia vẫn chưa định hình được vấn đề, lúc này anh ta nhớ lại những thứ bản thân đã nhìn thấy trong đêm hôm qua. Hình ảnh một con rồng khổng lồ đỏ rực như lửa đang dương nanh múa vuốt. Đứng phía trước nó là một người thanh niên thần bí giấu mình sau lớp áo choàng. Như vậy tất cả những hình ảnh đó chỉ là một giấc mơ thôi. Thanh niên này nhìn thấy ngự long sư lại bá đạo trên từng hạt gạo như thế, chẳng có lẽ ngự sư còn có thể phát triển tới cấp độ hoành tráng như thế luôn. Cái tên cầm roi kia khi thấy thanh niên trước mặt vẫn còn lẩm bẩm như chưa tỉnh ngủ, thì cảm giác bản thân như thể đang bị bơ đẹp ấy, khiến hắn ta cảm thấy cay cú vãi bíp. Tên cầm roi này không nhịn nổi muốn vung roi dạy dỗ cho thanh niên trước mắt một trận. Một đòn roi rút qua, quật thẳng vào má thanh niên kia, đến khi anh ta định hình lại vấn đề thì trên má đã nổi nên một vết hằn to tướng luôn rồi. Tên cầm roi kia vẫn cảm thấy bản thân làm thế chẳng có gì to tát cả. Theo như thông tin hắn được biết thì hôm nay đã là hạn chót để thanh niên kia ấp trứng rồi, thế nhưng quả trứng vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nở ra cả. Như vậy có nghĩa là thanh niên trước mặt hắn phải đến đội tìm kiếm báo danh, sau đó thì sẽ phải cùng đám lưu dân hạ đẳng đi ra bên ngoài tụ tập chi địa lần mò. Nói là lần mò cho dễ nghe chứ đã đi ra ngoài tụ tập chi địa thì chỉ có nước làm mồi cho quái thú thôi chứ sống thế méo nào được nữa. Tên cầm roi cảm thấy thanh niên trước mắt cũng đã là kẻ sắp hẹo, cũng chẳng cần phải nương tay với anh ta làm gì. Hắn ta quy chụp cái tội vi phạm giới nghiêm lên đầu thanh niên kia, nở một nụ cười hung ác cho rằng sau khi ăn liên hoàn quất roi của hắn xong thì thanh niên này lấy đâu ra cửa sống bên ngoài hoang dã được nữa. Vừa nói hắn ta vừa giương cây roi trong tay lên chuẩn bị tiếp tục tiết mục bạo hành của mình. Thế nhưng lúc này dị biến phát sinh, quả trứng màu lam bên cạnh thanh niên kia thế mà lại nứt ra một vết nứt trên đỉnh. Một tên thanh niên khác đứng sau lưng tên cầm roi ngạc nhiên khi nhìn thấy trứng của Tô Hoàn, tên của anh trai mới ăn một roi vào má lại có dấu hiệu muốn nở ra. Tên cầm roi lúc này cũng giật mình đánh thót một cái mà dừng động tác quất roi của mình lại. Tô Hoàn không để ý tới tên cầm roi kia nữa, lúc này quả trứng bên cạnh đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh ta mất rồi. Cuối cùng thì vào những giây phút quyết định lên voi trở thành ngự sư hay xuống chó đi nộp mạng bên ngoài bảo địa, thì trứng ngự sủng của anh ta đã quyết định nứt ra. Tô Hoàn cười không ngậm được mồm, nâng quả trứng trong tay lên cao quá đầu mà gào mồm lên trong hạnh phúc. Cuối cùng thì sau 3 năm rời hùng hục ấp trứng cũng đã không uổng phí, anh ta đã thành công rồi. Tên cầm roi thấy Tô Hoàn đã có cửa trở thành ngự sư thì rén liền, quả này hắn ta tiêu rồi, cứ ngỡ bản thân chỉ đang bắt nạt một tên phế vật. Nào ngờ tên phế vật trong mắt hắn ta lại bỗng nhiên lột xác trở thành ngự sư cơ chú. Tên cầm roi lập tức quay mặt 180 độ, ngoan như cún con vội vàng thanh minh với Tô Hoàn rằng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Miệng lưỡi của tên này cũng trơn như cá trạch, lập tức gọi Tô Hoàn một tiếng đại nhân, còn muốn đứng ra đi tìm đặc huấn quan tới để xác nhận thân phận ngự sư cho anh ta nữa. Tên này mồm mép dẻo quẹo đang muốn tâng bốc Tô Hoàn thêm mấy câu để tìm nước mong rằng anh ta đừng chấp nhặt chuyện vừa rồi mà sau này tìm hắn tính sổ. Thì một âm thanh vang lên khiến cả hắn và Tô Hoàn phải giật mình. Một chị gái xinh vãi trưởng khoác lên mình bộ đồng phục sĩ quan xuất hiện trước mặt hai người Tô Hoàn. Cô là ngự sư đặc huấn tổng đặc huấn quan của thành bảo Lục Ngu. Lục Ngu tiến lại gần Tô Hoàn, nói với anh ta hãy thử giao tiếp với trứng ngự sủng xem sao. Tô Hoàn nhìn mặt ngơ ngơ là thấy anh ta không hiểu giao tiếp với trứng ngự sủng là làm như nào rồi đó.
Anh giai này thế mà lại áp sát mặt vào quả trứng màu lam trong tay, than vãn rằng tiểu bảo bối này thực sự là khiến anh ta khổ sở chờ đợi rất lâu rồi đó nha. Không nghĩ tới thế mà lại có tác dụng thật. Quả trứng trong tay Tô Hoàn rung động nhẹ nhẹ, sau đó có một âm thanh lẩm bẩm gì đó truyền ra từ bên trong quả trứng kia. Tô Hoàn vui mừng nói với Lục Ngu rằng đã có phản ứng phản hồi lại anh ta rồi. Điều này khiến Lục Ngu vô cùng hài lòng nói liên tục 3 tiếng tốt. Cũng phải thôi, ngự sư là một nguồn sức mạnh không thể thiếu được trong thế giới này. Hắc Đăng Lĩnh lại có thêm một ngự sư trẻ tuổi, đồng nghĩa với việc sức mạnh của bảo địa lại được vun đắp thêm một phần rồi. Lục Ngu vui vẻ đặt cả hai tay lên vai Tô Hoàn mà nở một nụ cười thật tươi khích lệ anh ta. Nhưng chợt cô để ý tới trên mặt Tô Hoàn thế mà lại có một vết thương còn mới tinh. Tô Hoàn cũng không phải là dạng dễ tính dễ cho qua, lập tức cáo trạng là do anh ta mới bị tên cầm roi kia đánh cho một cái. Lục Ngu ném ánh mắt nguy hiểm về phía tên cầm roi, dám ra tay với ngự sư, kết cục của hắn toang toác là cái chắc. Lục Ngu tại chỗ phán quyết cho tên này ăn nhẹ 20 roi, sau đó đuổi cổ ra bên ngoài tụ tập địa canh tác thức ăn. Tên kia nghe xong hình phạt thì hồn phách sắp bay ra ngoài luôn rồi, lập tức quỳ xuống bù lu bù loa xin Tô Hoàn nương tình mà tha cho hắn. Nhưng mà hắn ta mơ đi thôi, Tô Hoàn có tình cảm gì mà phải cứu giúp tên kia chứ, hồi nãy còn bị hắn ta quất cho một roi à nha, anh ta chưa có đổ thêm dầu vào lửa là may rồi đó. Tô Hoàn mặc kệ tên kia, nghe theo lời kêu gọi của Lục Ngu mà cùng rời đi. Lục Ngu dẫn theo Tô Hoàn đi tới trung tâm của thành bảo, tiến vào trong một căn phòng ra mắt bảo chủ Chu Hợp. Cho Hợp đưa mắt đánh giá Tô Hoàn, hỏi thăm cậu ta có phải là người mới đầu tiên trở thành ngự sư trong vòng nửa năm nay có phải hay không. Lục Ngu vui mừng báo cáo với Chu Hợp rằng Tô Hoàn đã suýt soát ấp nở trứng thành công ngay vào thời hạn cuối cùng, muộn tí nữa là anh ta phải đi báo danh gia nhập đội tìm kiếm rồi. Lục Ngu cũng rất biết tận dụng cơ hội cho Tô Hoàn, ngay lập tức muốn đòi phần thưởng cho anh ta từ bảo chủ. Chu Hợp cũng không keo kiệt, đưa ra cho Tô Hoàn hai sự lựa chọn. Thứ nhất là bởi trứng Tô Hoàn ấp nở thuộc dòng thần lằn có vảy, vậy nên ông ta có thể ban cho anh một ít vảy rồng chứa huyết mạch của loài rồng cấp cao, giúp cho tốc độ ấp nở quả trứng của Tô Hoàn tăng thêm một bậc nở ra thần lằn vảy cấp cao. Không những thế, ngự thú của Tô Hoàn hoàn toàn có tỷ lệ nhiễm lấy một tia huyết mạch của loài rồng, từ đó trợ giúp cho tiềm lực của nó sẽ đạt tới một cấp độ cao cấp hơn nhiều những con thần lằn khác trong tương lai. Còn về phần lựa chọn thứ hai, thì khi Tô Hoàn chuẩn bị nuôi dưỡng thêm con pet thứ hai thì có thể chọn lấy một con trong bộ sưu tập của Chu Hợp. Tô Hoàn cảm thấy lời hứa hẹn xa vời không bằng thứ mình có thể cầm nắm được trong tay ngay lúc này. Anh ta không chút do dự lựa chọn nhận lấy lựa chọn thứ nhất mà Chu Hợp đưa ra. Chu Hợp không có ý kiến gì về chuyện này, ông ta hứa hẹn ngay trong buổi chiều sẽ có người mang vảy rồng qua cho Tô Hoàn. Chu Hợp cũng nói thêm vài lời khích lệ tinh thần Tô Hoàn, mong rằng anh ta luôn giữ vững ý chí phấn đấu và cố gắng đóng góp thật nhiều cho thành trì trong tương lai. Tô Hoàn vô cùng hài lòng về những thứ bản thân có thể thu được, không ngần ngại tỏ ra sẽ ghi nhớ lời căn dặn của bảo chủ Chu Hợp. Tại khu tụ tập Hắc Đăng, nơi này được phân chia rõ ràng thành hai khu vực trong và ngoài. Khu vực bên trong là nơi an tọa của những kẻ giàu có, địa vị cao cả, trị an vô cùng tốt. Còn về phần khu vực bên ngoài là một không gian sống vô cùng khắc nghiệt, những kẻ nghèo hèn hoặc không có chút địa vị nào đều phải lăn lộn sinh tồn ở đây. Tại khu vực ngoài nơi nhà của Tô Hoàn dựng lên, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng kêu la oai oái của Tô Hoàn cầu xin chị mình giơ cao đánh khẽ đừng bắt nạt anh ta nữa. Chị gái của Tô Hoàn chỉ hận không thể vặt lông làm gỏi anh ta luôn, từ sáng sớm cô đã chạy khắp nơi đi tìm Tô Hoàn. Thế nhưng khu vực bên trong là nơi cô không thể tiến vào được, chỉ có thể đứng ở cổng thành mà ngóng đợi. Tốt lắm, cuối cùng Tô Hoàn cũng chịu vác mặt trở về rồi, chị của anh ta không vặn rơi lỗ tai của anh ta xuống thì không nguôi giận được mà. Đúng lúc Tô Hoàn đang tiếp nhận tra tấn từ chị gái mà không dám phản kháng, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một thanh niên tiến vào trong nhà, chào hỏi Tô Hoàn, sau đó thông báo rằng anh ta đã mang tới phần thưởng mà bảo chủ hứa hẹn trao cho Tô Hoàn rồi đây. Anh ta muốn Tô Hoàn tiếp nhận lấy phần thưởng, không quên gửi lời chúc cho ngự thú của Tô Hoàn có thể phát triển thuận lợi và mạnh mẽ. Chị gái của Tô Hoàn giật mình, sau khi nghe thanh niên vừa mới tới nhà kia nói xong thì lập tức đoán ra thằng em gia yêu quý của mình đã thành công ấp nở trứng ngự thú, trở thành một ngự sư rồi. Cô ôm trầm Tô Hoàn vào lòng, cảm thán cha mẹ họ trên trời cũng có thể mỉm cười rồi. Mà căn nhà cô cắn răng bán đi trước đó cho Tô Hoàn có thể được học tập trở thành ngự sư cũng không hề mất oan một chút nào. Đoạn này chuyện Việt sắp bị cắt, tóm tắt từ chuyện chung Tô Hoàn được chị gái siết chặt vào lòng tới mức phát nghẹt thở. Trong khi anh giai đem phần thưởng của bảo chủ tới đứng con miệng nó hình bên ngoài cửa không biết phải phản ứng thế nào với khung cảnh đang xảy ra trước mắt luôn ấy. Cô chị gái vội vàng buông Tô Hoàn ra, sau đó lấy cớ là bản thân chợt nhớ ra có chuyện phải làm rồi té thẳng. Tô Hoàn may mắn được thanh niên vừa mới xuất hiện giải vây, nếu không có khi anh đã bị cô chị kia siết cổ cho ngạt thở luôn rồi cũng nên. Chị gái dặn dò Tô Hoàn tiếp khách cho tốt, cô phải rời đi trước đây. Cô nàng chân như bôi mỡ giọt lẹ khỏi phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Một lát sau,
Tô Hoàn một mình trong phòng kiểm kê lại những vật phẩm mà thanh niên lúc trước mang tới cho anh ta. Bên cạnh chồng lớn chồng nhỏ tiền vàng, Tô Hoàn còn nhận được vài bao giấy nhỏ bên trong có chứa những mảnh vảy rồng đỏ rực nữa. Đột nhiên có dị biến phát sinh, những mảnh vảy rồng trong tay anh ta chợt lóe lên ánh sáng vàng kim chói lọi, sau đó bốc lên từng luồng khói vàng kỳ lạ. Đỉnh đầu Tô Hoàn cũng bật ra nguồn sáng mãnh liệt, làm mắt thanh niên trắng dã ra như chơi đồ quá liều ấy. Hàng loạt thông tin chạy nhanh qua não của Tô Hoàn, sau đó một quyển sách vàng óng có hình đầu một con cự long xuất hiện trong đầu anh ta. Cuốn sách tự động mở ra, sau đó lật thẳng tới trang ghi chép thông tin về quá trình thần lằn hóa rồng. Trình tự tiến hóa bao gồm từ huyết mạch một con thần lằn, kết hợp với long huyết căn, long chủng long lân và thiết lập một nghi thức phá vỏ hóa long là có thể thu được long tích dịch rồi. Tô Hoàn cũng không thèm nghi ngờ xem cái trạng thái bản thân vừa trải qua nó là như nào, anh ta chỉ tập trung tới chi tiết có thể khiến thần lằn hóa rồng mà thôi. Trong hiểu biết của Tô Hoàn, long tích dịch thành niên là con hàng cực kỳ nguy hiểm, nó có thể dễ dàng càn quét cả một tòa tụ tập địa dễ như chơi. Nếu để so sánh với lân tích trong tay Tô Hoàn thì không biết phải bá đạo gấp bao nhiêu lần nữa. Tô Hoàn thầm nhủ dược liệu long tích căn có chút giống với tử hạt căn, anh ta cân nhắc có thể đánh liều thử một lần làm theo công thức trong cuốn sách kia xem sao. Tô Hoàn cảm thấy nếu bản thân có thể ấp ra rồng, vậy thì không biết chừng anh ta có thể trở thành đệ tử của bảo chủ Chu Hợp luôn ấy chứ. Nghĩ là làm, Tô Hoàn lập tức tìm tới hiệu thuốc mua tử hạt căn, sau đó tiến hành phối trộn nguyên liệu rồi ngâm quả trứng ngự thú của mình vào trong dung dịch vừa tạo ra đó. Tiếp theo anh ta dựa vào nội dung cuốn sách trong đầu hướng dẫn mà vẽ nên một vòng tròn pháp thuật rồi đặt quả trứng của mình tại trung tâm, sau đó khởi động trận pháp. Một nguồn ánh sáng vàng rực lóe lên, sau đó hóa hình thành ảo ảnh một con cự long dương nanh múa vuốt rồi nhập thẳng vào bên trong quả trứng ngự thú của Tô Hoàn. Ánh sáng tản đi, quả trứng của Tô Hoàn vốn đã nứt một phần vỏ lúc này lại rung động lại càng thêm mãnh liệt, sinh mệnh bên trong quả trứng đang muốn phá vỏ chui ra ngoài rồi. Sáng sớm tại trường huấn luyện, vô số thanh niên dưới sự chỉ đạo của Lục Ngu đang tiến hành luyện tập đối kháng với nhau. Vài tên trong đám thanh niên vừa cầm kích choảng nhau vừa bàn tán về Tô Hoàn. Trứng của anh ta còn chưa có nở, vật mà suốt 4 ngày qua anh ta trốn huấn luyện không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Mấy tên này không thể đợi được đến lúc Tô Hoàn bị Lục Ngu xách cổ lên trừng trị cái tội cút tiết huấn luyện. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt ngay, Tô Hoàn đã chịu mò mặt tới trường huấn luyện. Lục Ngu chào đón Tô Hoàn bằng một giọng điệu không thể nào yêu thương hơn được. Điều này khiến đám thanh niên khác xì xào bàn tán quả này Tô Hoàn lên bảng đếm số là cái chắc. Tô Hoàn vội vàng thanh minh, anh ta không tới huấn luyện mấy ngày nay đều là có lý do chính đáng cả. Còn về phần lý do thì lúc này nó đang trốn trong chiếc ba lô Tô Hoàn đeo trên lưng ấy. Theo lời kêu gọi của Tô Hoàn, một sinh vật nho nhỏ nhìn cưng vãi bíp chui ra khỏi ba lô trèo lên trên vai anh ta. Đám người xung quanh bao gồm cả Lục Ngu đều phải biến sắc khi ngự thú của Tô Hoàn xuất hiện. Có kẻ đã nhanh chóng nhận ra con vật nhỏ bé kia không phải lân tích bởi áp lực mà nó tỏa ra quá mức mạnh mẽ rồi. Lục Ngu có kiến thức rộng rãi hơn đám thanh niên kia rất nhiều, lập tức đoán ra con vật nhỏ trên vai Tô Hoàn thế mà là ngự thú loại nguy hiểm cao cấp, một con lân xà tích hàng thật giá thật. Đám người trong trường huấn luyện được một phen nháo nhác hết cả lên, còn Tô Hoàn thì được Lục Ngu trực tiếp dẫn đi gặp bảo chủ. Trong phòng của bảo chủ, Chu Hợp bật dậy vỗ bàn không tin nổi vào mắt mình. Quả thực là Tô Hoàn đã ấp trứng thành công con pet đầu tiên của mình là loại nguy hiểm cao cấp. Ông ta lập tức ra lệnh cho Lục Ngu tra xét rõ ràng, xem là trấn bé đù nào lại giao cho Tô Hoàn trứng con lân xà tích này. Đến khi tìm ra được thì thông báo cho cục sự vụ đánh gậy tên kia 3 tháng lương cái tội làm ăn bố láo. Ông ta cho rằng tên đần nào đó lại dám đem lân xà tích trộn lẫn vào trong đám trứng lân tích. Đây rõ ràng là đang mưu đồ đoạn tuyệt một vị thiên tài tuyệt đỉnh trong tương lai mà. Thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Chu Hợp cảm thán những năm vừa qua đã cực khổ cho Tô Hoàn rồi. Còn may mắn là Tô Hoàn vẫn thành công ấp nở được con lân xà tích này. Ông ta cho rằng nếu lúc đầu Tô Hoàn chỉ tiếp nhận một quả trứng ngự sủng bình thường, hoặc là cấp độ nguy hiểm không quá cao cấp thì giờ này Tô Hoàn đã tu luyện tới một thành tựu không phải dạng vừa rồi. Thế nhưng mà khổ cực Tô Hoàn phải tiếp nhận thời gian qua không phải là vô ích. Anh ta có long xà tích làm khởi điểm, vậy thì trong tương lai thành tựu của anh ta sẽ chẳng thua kém bố con thằng nào hết. Tô Hoàn vui mừng tiếp nhận lấy lời động viên từ bảo chủ. Chu Hợp nói rằng tự tay ông ta lập nên ngự sư đặc huấn có thể tạo ra một người như Tô Hoàn không chỉ có thiên tư chắc tuyệt mà lại còn có lòng kiên nhẫn bền bỉ không bỏ cuộc như vậy thì vô cùng vừa lòng. Ông chú này mà biết được Tô Hoàn đã mở hệ thống hack để có thể ấp nở ra con lân xà tích này thì không biết là có đâm đầu vào tường vì những lời khen có cánh mà ổng vừa mới nói ra với Tô Hoàn hay không nữa. Nhưng mà vấn đề là ông chú Chu Hợp không biết chuyện đó. Lúc này ông ta hướng về Tô Hoàn hỏi xem anh ta có muốn trở thành đệ tử của ổng hay không. Tô Hoàn không nghĩ tới Chu Hợp lại đưa ra đề nghị thu nhận anh ta làm đệ tử ngay tức khắc như thế. Nhưng không biết là thanh niên có diễn không nữa. Rõ ràng lúc trước anh ta muốn hợp luyện ra lân xà tích cũng là để nhắm tới vị trí đệ tử của Chu Hợp mà ta. Lục Ngu đứng bên cạnh cũng không nghĩ tới Chu Hợp lại đưa ra đề nghị này. 3 năm trước,
Bảo chủ Chu Hợp đã thu nhận được thiên tài Bạch Tố Tố làm đệ tử, sau 3 năm ông ta lại nhắm chuẩn Tô Hoàn muốn thu thêm cả anh ta nữa. Làm đệ tử của bảo chủ thì còn gì phải lấn cấn nữa chứ, Tô Hoàn đồng ý ngay và luôn kẻo Chu Hợp suy nghĩ lại thì hỏng. Nghe được Tô Hoàn gọi ông ta một tiếng sư phụ, Chu Hợp mừng rỡ cười tới sảng khoái, lập tức truyền lệnh ngay buổi tối kêu gọi toàn bộ ngự sư không có nhiệm vụ tới dự yến tiệc ông ta tổ chức. Lý do phụ là để chúc mừng Hắc Đăng Thành có thêm một thiên tài ngự sư ra đời, lý do chính tất nhiên là để chúc mừng Chu Hợp ông ta thu thêm được một đệ tử tiềm năng mạnh mẽ rồi. Yến hội theo như chỉ thị của Chu Hợp được mở ra, kéo dài tới tận tối khuya. Tô Hoàn cùng chị gái của mình sau khi bay lắc thỏa thích ở yến tiệc thì được xe ngựa đưa về tận nhà dưới sự hộ tống của các vệ sĩ bảo chủ. Tô Hoàn khoe với chị gái rằng sau khi trở thành đệ tử của bảo chủ, mỗi tháng anh ta có thể được phát lương 100 đồng vàng. Đến lúc đó thì họ có thể mua lại căn nhà lúc trước chị gái Tô Hoàn bán đi để lo tiền cho anh ta đi huấn luyện đặc biệt rồi. Chị gái của Tô Hoàn cũng hết sức vui mừng, cô đi làm quần quật tích góp 3 năm trời còn không có kiếm được nhiều bằng một tháng lương của thằng em trai quý báu của mình đâu. Vừa nói cô vừa quen tay nhéo nhéo má Tô Hoàn, khiến anh ta đau vãi cả bíp nhưng chỉ có thể van nài chị gái hạ thủ lưu tình. Tiếp đó, Tô Hoàn lừa bảo chị gái đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe để ngày mai còn đi làm, sau đó anh ta quay trở lại bàn trong phòng và ngồi nghiên cứu. Theo như cuốn sách vàng mà Tô Hoàn sở hữu giới thiệu, sự khác biệt giữa sinh vật phổ thông và loại nguy hiểm chính là ở việc chúng có khả năng sử dụng năng lượng thiên phú hay không. Một khi ngự thú có thể sử dụng thành thạo năng lượng thiên phú thì nó sẽ trở thành một dạng kỹ năng và đó cũng là yếu tố quyết định sự mạnh yếu của ngự thú. Như long xà tích được liệt kê vào hàng ngũ đỉnh cấp nguy hiểm, năng lượng thiên phú của loài này mà còn yếu nữa thì cũng chịu đấy. Thông thường long xà tích hoang dã thường sở hữu tới 6 loại kỹ năng. Đầu tiên là long miên thuộc long hệ có khả năng hồi phục thể lực và vết thương nhanh chóng, cứ ngủ cái là khỏe. Bên cạnh đó thì cũng giống như đại đa số chủng tộc long hệ, long xà tích cũng sở hữu long lực cấp thấp, long uy cấp thấp. Ý là bày ra bộ mặt nguy hiểm thì có thể hù dọa được đối phương đó. Long xà tích sở hữu cả kỹ năng địa thương tế thuộc hệ thổ và địa lực hấp thu có khả năng khôi phục. Trong 6 kỹ năng mà long xà tích đã sở hữu tới 2 kỹ năng khôi phục, đã thế chúng lại còn có thể cộng dồn với nhau để bồi đắp cho con hàng này một nguồn sinh lực cực kỳ ngoan cường. Nói một cách đơn giản thì long xà tích chẳng khác nào tiểu cường đánh hoài không chết á. Cuối cùng chính là long xà tích sở hữu kỹ năng hơi thở ác niệm cực kỳ mạnh mẽ, là kỹ năng tấn công chủ lực của long xà tích. Mức độ phá hoại của kỹ năng này ở một mức độ nào đó mà nói đã đạt tới mức long tức cấp thấp rồi. Tô Hoàn đọc qua thiên phú của long xà tích mà quay sang ngắm nhìn con hàng bé nhỏ đang ngủ khò khò bên cạnh, tin tưởng rằng nó sẽ thành ngự thú bá đạo trên từng hạt gạo sớm thôi. Mà có khi là sớm thật, bởi con hàng này mới ngủ say tít thò lò có tí thôi mà cơ thể đã lớn thêm một vòng như thể ăn cám tăng trọng ấy. Ngày hôm sau, Tô Hoàn mang theo pet cưng của mình tới phòng huấn luyện ngự sư riêng, ngồi xếp bằng đối diện với Chu Hợp. Chu Hợp đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của long xà tích, ông ta khuyến nghị Tô Hoàn nên kiểm tra độ mạnh yếu năng lượng thiên phú, sau đó chọn lấy một loại trong đó để làm hạch tâm huấn luyện. Ví dụ như bản thân Chu Hợp lấy ác hệ làm hạch tâm. Vừa nói Chu Hợp vừa đưa tay về phía Tô Hoàn, để lộ ra chiếc nhẫn trên tay ông ta đang phát ra ánh sáng đỏ tà mị. Tô Hoàn nhanh chóng nhận ra đó là ngự ấn vật của sư phụ mình. Ngự ấn vật là một loại vật phẩm không gian, nó có tác dụng chứa đựng ngự sủng có hình thể siêu toa khổng lồ tiến vào bên trong. Là một loại vật phẩm đặc thù bên ngoài công năng làm nhà ở cho ngự sủng còn có thể làm gia tăng và khôi phục thể lực nữa. Ngự sủng một khi tiến vào giai đoạn thành thục thể đều vô cùng to lớn, mà ngự sư thì lại không thể chỉ sở hữu duy nhất một con ngự sủng, vậy nên ngự ấn vật là thứ không thể thiếu được. Thành ra vô số loại ngự ấn vật thiết kế theo dạng nhẫn, vòng tay, khuyên tai, bla bla, muôn hình vạn trạng loại trang sức được chế tạo. Lúc này Chu Hợp đang vận dụng ngự ấn vật hình chiếc nhẫn trên tay, triệu hồi ra một con ngự sủng của ông ta. Ngự sủng này là một con tinh hồng ác lang, thuộc tầng lớp chủng tộc bẩm sinh thứ cấp khủng bố. Tuy nhiên nó đã được Chu Hợp đào tạo huấn luyện từ nhỏ nên hiện tại đã thăng cấp lên mức độ hoàn toàn cao cấp khủng bố rồi. Con hàng này là ngự sủng chủ lực của bảo chủ Chu Hợp những năm trước, lúc này ông ta lấy nó ra để test trình độ cho long xà tích của Tô Hoàn. Tô Hoàn đứng con miệng nó hình, sư phụ yêu quý lôi cả một con sói to như con voi ra để test cho long xà tích bé nhỏ mà gọi là phù hợp đó hả? Đến cả long xà tích cũng thấy méo ổn mà sắp khóc đến nơi rồi kia kìa. Chu Hợp giới thiệu tinh hồng ác lang là ngự sủng thuộc tính ác thuần túy kết hợp với thuộc tính thú. Ông cũng không thèm để ý tới Tô Hoàn đang hồi hộp hay long xà tích cố gắng cuốn chặt lấy tay anh ta, nói rằng tiếp theo phải để một mình long xà tích tự thân vận động rồi. Tội nghiệp bé long xà tích bé nhỏ, mới chào đời được có mấy ngày đã phải đứng trước một con sói khổng lồ như vậy, nó còn chưa dấm đài tại chỗ đã là may mắn lắm rồi đó. Long xà tích lo lắng hướng ánh mắt cầu cứu Tô Hoàn, anh cũng chịu thôi nào dám cãi lời sư phụ chứ, chỉ có thể cổ vũ pet cưng của mình cố gắng hết mình thôi. Chu Hợp ra lệnh cho tinh hồng ác lang sử dụng ác dục thổ tức để long xà tích học thực chiến.
Nhớ là đốt lửa bé bé thôi, không cơm tối hôm nay lại có món rồng con nướng giòn thì khổ thân Tô Hoàn lắm. Tinh hồng ác lang nghe theo lệnh chủ nhân bắt đầu ngoác mồm ra tụ tập năng lượng thành một quả cầu. Thế nhưng đến lúc nó chuẩn bị phun ra ác dục thổ tức thì Chu Hợp lại ra lệnh cho nó ngừng lại. Còn may là ở đây không có vụ tụ năng lượng song không phóng ra là phát nổ, nếu không thì chú sói to xác này không chừng đã tòe hết cả mồm rồi. Chu Hợp ngăn chặn hành động của tinh hồng ác lang lại bởi vì lúc này đây long xà tích của Tô Hoàn đang có sự chuyển biến. Vô số luồng khí hắc ám đang tụ tập lại xung quanh long xà tích, khiến nhóc con này trông nguy hiểm hẳn ra. Chu Hợp không tiếc lời khen ngợi, xem chừng long xà tích của Tô Hoàn là học sinh xuất sắc tiếp thu bài rất nhanh đây. Long xà tích ngửa cái đầu bé xíu của mình lên, không ngừng hút luồng khí hắc ám xung quanh vào, sau đó dưới sự cổ vũ của Tô Hoàn mà chúi đầu xuống chuẩn bị phóng chiêu. Nhưng đáng tiếc là bé con này mới chào đời chưa lâu, thiên phú cũng không gánh nổi độ tuổi non nớt nên nó chỉ có thể thổi ra không khí thôi. Thế nhưng không sao cả, long xà tích đã lĩnh ngộ được năng lượng ác hệ rồi, những đám khói tím hồi nãy nó tụ tập được chính là hình thức ban đầu của ác niệm thổ tức. Chu Hợp cảm thấy đệ tử của mình nhặt được bảo bối rồi, ngộ tính của long xà tích phải nói là rất cao luôn đó. Tiếp đó Chu Hợp kích hoạt ngự ấn vật thu tinh hồng ác lang vào trong không gian ngự sủng. Những tưởng rằng bài kiểm tra đến đây coi như xong rồi, nhưng mà không, Chu Hợp đổi ngự sủng lấy ra một con thú mỏ vịt siêu toa khổng lồ. Nó là một con ngự sủng thổ hệ, thú hệ và yêu quái hệ đặc cấp khủng bố, một con địa sắc áp chỉ thú. Nhìn thấy con thú mỏ vịt siêu toa khổng lồ này thì long xà tích rén thật rồi, vội vàng chạy tới ôm chân Tô Hoàn mà trốn, trông cứ như con cún con ấy. Tô Hoàn cũng phải giải vây cho pet cưng của mình, anh ta nghĩ dùng loại đặc cấp khủng bố để kiểm tra có lẽ không thích hợp lắm đâu. Cái này vào tai Chu Hợp lại thành là cấp độ này còn chưa có đủ để mà test long xà tích, phải dùng con hàng nào bá đạo hơn mới bỏ. Thế là ổng chơi lớn luôn, thả ra bên ngoài một trong những chủ lực của ông ta là ngự sủng thiên phú hỏa hệ. Long hệ, ác hệ và nham hệ, một con dung nham bạo long hay vắn tắt là một con T-Rex bự tổ trưởng. Tô Hoàn và long xà tích của anh ta được một phen đứng hình, sao ngự sủng của Chu Hợp lôi ra cứ con sau to hơn con trước thế này. Tô Hoàn thắc mắc một điều, chẳng có lẽ ngự sủng long hệ hiếm có khó tìm lắm hay sao, đến cả Chu Hợp cũng nói ổng chỉ sở hữu một con duy nhất thôi. Rõ ràng là nó hiếm, Chu Hợp nói nếu không phải vận khí của Tô Hoàn tốt ấp nở được con long xà tích đầu tiên, thì loại mặt hàng này không tới lượt người mới thu phục đâu. Điều này khiến Tô Hoàn cảm thấy cuốn sách vàng cựu Nhật Long Điển càng thêm giá trị, không thể để lộ ra bên ngoài được. Dung nham bạo long chỉ cần nhìn cái dáng vẻ bên ngoài của nó là đã thấy khủng bố rồi. Đã thế con hàng này lại còn tập trung sự chú ý lên long xà tích bé nhỏ, càng làm bé con run như cầy sấy. Chu Hợp ra lệnh cho dung nham bạo long khởi động bằng một chút long uy để cho long xà tích có thể cảm nhận được loại lực lượng này. Ngay lập tức, dung nham bạo long gào mồm hống lên, long uy mà nó phát ra bao trùm về phía Tô Hoàn và long xà tích, khiến cho Tô Hoàn phải cố gồng lắm mới tạm chống cự được. Lúc này Tô Hoàn cảm giác như bản thân chỉ là một chiếc thuyền nhỏ trôi trên sông giữa lúc mưa to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay vậy. Đúng lúc này Chu Hợp vòng ra phía sau Tô Hoàn giữ chặt lấy anh ta, giảng giải rằng không nên đứng trong phạm vi công kích của ngự sủng. Cùng với lúc Chu Hợp đặt một tay lên bả vai Tô Hoàn, anh ta có thể cảm nhận được uy lực từ con dung nham bạo long kia đã bị tiêu trừ rồi. Tô Hoàn có chút chấn động, có thể dễ dàng loại bỏ uy lực của một con ngự sủng cao cấp như vậy thì sức mạnh của sư phụ anh ta phải bá đạo tới mức nào cơ chứ? Trong lúc này, nhân vật trọng tâm được long uy chiếu cố long xà tích đã thể hiện ra được tiềm năng của nó. Long uy ở mức độ hiện tại đã không thể tác động được tới long xà tích nữa rồi. Chu Hợp liền hướng về phía dung nham bạo long truyền đạt mệnh lệnh mới, tăng cường thêm long uy để cho chú rồng con kia trải nghiệm thêm chút áp lực. Dung nham bạo long nhất nghe theo, long uy mà nó tỏa ra càng thêm tập trung vào thân thể long xà tích, mức độ uy hiếp cũng tăng cường lên rất nhiều. Trong lúc Chu Hợp đang suy nghĩ không biết long xà tích của Tô Hoàn có thể chống đỡ được hay không, thì một màn xuất hiện khiến ông ta phải giật mình. Xung quanh long xà tích bắt đầu có những luồng khí xoáy lên, tự bản thân nó đã có thể bộc phát ra long uy cấp thấp đối chọi lại bạo long trung đẳng uy lực rồi. Thiên phú của long xà tích thể hiện ra càng lúc càng khủng bố. Chu Hợp dự đoán có khả năng con pet nhỏ của Tô Hoàn có thể phá vỡ xiềng xích của cấp độ khủng bố, bước lên tầng cấp cao hơn ấy chứ. Tô Hoàn nghe được sư phụ đánh giá tiềm năng con pet của mình cao như vậy thì vô cùng hứng khởi. Chu Hợp lúc này chợt nhớ ra, lúc trước ông ta đã ban phần thưởng cho Tô Hoàn một ít vảy rồng, không biết là anh ta đã dùng hay chưa. Tô Hoàn khẳng định ngay khi Chu Hợp phái người mang đồ tới thì anh ta đã dùng nó cho long xà tích luôn rồi. Điều này khiến Chu Hợp nghĩ tới pet cưng của Tô Hoàn có khả năng hấp thu vật chất đặc thù của vảy rồng rất tốt. Nếu ông ta đoán không sai thì một sợi huyết mạch của long tộc trong vảy rồng cũng đã bị long xà tích kế thừa thành công rồi. Cũng chính vì lý do này mà thiên phú long hệ của long xà tích lại vượt trội hơn hẳn thổ hệ và ác hệ trong cơ thể nó. Chu Hợp chuyển giao cho Tô Hoàn một cuốn sách nhỏ, bên trong ông ta đã ghi sơ lược phương thức và kỹ xảo huấn luyện tâm đắc của ông ta ra đó. Chỉ cần Tô Hoàn dùng phương pháp tâm linh lạc ấn lên cuốn sách là có thể sử dụng rồi.
Hơn nữa bên trong còn ghi chép cả phương pháp thích hợp cho tâm linh truyền luyện pháp để Tô Hoàn học tập. Chu Hợp giảng giải với Tô Hoàn rằng huấn luyện ngự sủng bên cạnh đó cũng không thể thả lỏng việc tu hành tâm linh được. Tâm linh lực lượng mới là lực lượng căn bản để ngự sư điều khiển được ngự sủng của mình. Tô Hoàn thu được cuốn ghi chép từ Chu Hợp thì lại trả nhận vội, vô cùng hưng phấn cảm ơn sư phụ của mình. Sau khi rời khỏi phòng luyện tập cùng Chu Hợp, Tô Hoàn thong thả đi tìm mua lại ngôi nhà cũ của chị em anh ta. Người bán cũng biết rõ Chu Hợp đã trở thành ngự sư vật nên khách khí hẳn, việc sang tên căn nhà không có chút khúc mắc nào. Tiếp theo, nhân lúc chị gái Tô Tình vẫn còn chưa tan ca làm, Tô Hoàn một mình tiến vào trong nhà dọn dẹp lại tòa nhà của bọn họ. Tuy rằng để mà khôi phục lại dáng hình ngôi nhà trong ký ức xưa kia còn chưa thể làm được, nhưng mà Tô Hoàn cũng giải tỏa được một phần tâm sự trong lòng khi có thể mua lại nó. Sau khi ngắm nhìn một vòng căn nhà cũ dùng chính tiền bản thân kiếm được mua về, Tô Hoàn nhớ ra còn chưa có kịp thông báo tin tức tốt lành này cho chị gái, vậy nên anh ta quyết định tới nơi làm việc đón chị gái. Anh ta muốn đón Tô Tình trở về nhà để tạo cho cô một sự bất ngờ. Nghĩ là làm, Tô Hoàn mang theo long xà tích bám trên vai vừa ngân nga huýt sáo vừa chạy tới nơi Tô Tình làm việc, vừa chạy vừa huýt sáo thì có mà thở méo ra hơi, ông nào không tin có thể thử. Lúc này bên phía Tô Tình, cô đang bị hai con chó dữ dọa cho hét toáng lên. Tô Hoàn vừa đúng lúc chạy gần tới nơi nhanh chóng nhận ra âm thanh của chị gái, thế là cấp tốc ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía tiếng thét phát ra. Tô Tình lúc này đang bị hai con chó đen thùi lùi bao vây, sợ tới mức quính cả lên. Đối diện với cô ta còn có ba tên thanh niên. Cái tên đứng ở giữa buông lời bỡn cợt Tô Tình chạy nhanh thế làm gì, chó của hắn không cắn người đâu mà sợ. Nhìn cái mặt tên này là biết chắc chắn hắn có ý đồ xấu với Tô Tình rồi. Tô Tình khua tay múa chân loạn cả lên, ý đồ đuổi hai con chó tránh xa ra một chút, nhưng như thế chỉ càng kích thích máu chó của chúng lên mà thôi. Tên thanh niên chủ của hai con chó này đứng một bên thì nở một nụ cười trêu ghẹo. Hắn ta muốn ép Tô Tình đi chơi cùng hắn tối nay, chỉ cần như vậy thì hắn sẽ thu hai con chó lại ngay ấy mà. Không chỉ riêng mình tên này mà cả hai tên đồng bọn đi phía sau hắn cũng đã bày ra cái bộ mặt dê sùng không thể nào chờ đợi nổi nữa rồi. Đúng lúc này Tô Hoàn đã chạy tới nơi, anh ta nhìn thấy trang diện trước mắt mà không thể nào nhịn nổi, một tay cầm theo viên gạch chỉ lao thẳng về phía nhóm ba tên thanh niên kia. Tô Hoàn vô hụt không chọi được viên gạch vào cái tên tóc tím trong ba tên lưu manh kia, thế nhưng viên gạch lại vẫn chọi chúng được một chỗ khác. Một trong hai con chó đang bao vây Tô Tình xấu số ăn nguyên viên gạch chỉ vào đầu, rên cũng không kịp rên đã nằm bất động rồi. Kiểu này thì buổi tối có món cầy bảy món rồi đấy, mà không biết ở đây giềng với lá mơ không nhỉ? Tô Hoàn đứng chắn trước mặt Tô Tình, lớn tiếng đe dọa tên lưu manh họ Cù kia tốt nhất là cút xa xa chị gái anh ta ra một chút. Tên họ Cù này cũng là con ông cháu cha một tí, cha của hắn là chủ quản thực viên, thế nhưng mà cái chức vụ con đấy thì không phải là thằng con muốn đi gây sự với ai cũng được. Tên họ Cù kia thấy một trong hai con chó cưng của mình đã đi đời nhà mà thì có chút rén. Thế nhưng một giây sau đó tên này liền nổi cơn tam bành lên, hắn không nghĩ tới có kẻ lại dám đánh chó của hắn luôn đấy. Tên này làm công tử bột coi trời bằng vung quen rồi, nào có chịu thiệt thòi bao giờ, ngay lập tức hắn muốn xua con chó còn lại của mình lao lên đớp Tô Hoàn một miếng. Con chó còn lại ngay lập tức phi về phía chị em Tô Hoàn, khiến Tô Tình đang nấp phía sau Tô Hoàn cuống hết cả lên, khuyên em trai mau chạy đi thôi. Không biết là con chó kia có phải là dòng hung thú mạnh mẽ gì không, hay là Tô Hoàn trước giờ yếu nhược cái gì cũng củi mía. Thành ra khi con chó này nhảy sổ lên muốn cắn về phía anh ta thì Tô Hoàn chỉ biết giương tay lên chắn đỡ. Đã thế lại còn nhắm tịt mắt lại nữa chứ, như này thì méo ổ rồi. Còn may cho Tô Hoàn là long xà tích nhỏ nhưng có võ, bé con này tốc biên một cái lao thẳng về phía con chó rồi ngoạm chặt vào cổ của nó. Tô Hoàn thấy tình thế đảo ngược thì mặt mày hứng khởi, ngay lập tức ra lệnh cho long xà tích xử đẹp luôn con chó kia. Ba tên lưu manh kia thấy con chó còn lại cũng đã bị long xà tích cắn đứt cổ thì sau một thoáng giật mình lập tức đổi bài. Mỗi thằng lăm le trong tay một con dao nhọn muốn tặng cho Tô Hoàn mấy cái lỗ trên người. Lần này Tô Hoàn cũng đã bình tĩnh hơn, không có ngơ ngác như hồi nãy nữa, lập tức ra lệnh cho long xà tích thi triển long uy trấn nhiếp. Long uy vừa tỏa ra, ngay lập tức khiến mấy tên lưu manh kia đổ mồ hôi hột, run rẩy không ngừng. Hai tên đàn em cảm thấy Tô Hoàn có chút tà quái, đã rén lắm rồi, muốn đại ca của chúng cẩn thận hơn, hay nói thẳng miệng nó ra là chạy đi cho lành. Đúng lúc này từ đằng xa có thêm ba người xuất hiện, bọn họ là người của cảnh bị đội thấy huyên náo nên tìm qua đây. Mấy tên lưu manh liền ủ mưu lợi dụng cảnh bị đội dạy dỗ cho Tô Hoàn một bài học. Tên thiếu gia cầm đầu đám lưu manh tự tin mình quan hệ rộng, có thể lợi dụng cảnh bị đội đem nhốt chị em Tô Hoàn lại. Trong đầu tên lưu manh này đã tưởng tượng tới chuyện sau khi đập cho Tô Hoàn một trận thì sẽ xử Tô Tình ngay trước mặt anh ta để trả thù ngày hôm nay rồi. Mấy tên cảnh bị đội cũng đã tới gần, nhận ra được tên công tử họ Cù trong đám người. Ngay lập tức tên lưu manh họ Cù kia ác nhân cáo trạng trước là Tô Hoàn đã ra tay sát hại hai con chó cưng của hắn ta, thủ đoạn tàn nhẫn các kiểu các thứ.
Tên đội trưởng cảnh bị đội cũng không nhiều lời, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi theo tiến lên bắt giữ Tô Hoàn lại. Hai tên cảnh bị đội, một tên cầm bất ổn, một tên cầm còng, hăm hở tiến lại gần Tô Hoàn đe dọa anh ta tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu trói đi cho đỡ phải ăn đòn. Tô Hoàn ném cục gạch trên tay xuống đất, sau đó chỉ thẳng vào nó mà nói với hai tên cảnh bị vệ rằng chó là do cục gạch cho bay màu, có chuyện gì thì đi tìm cục gạch mà nói chuyện nhá. Đúng là được mở mang tầm mắt mà, trình độ cùn của anh giai Tô Hoàn này khiến các anh em phải rửa mắt nhìn à nha. Hai tên cảnh bị vệ cảm giác như bản thân đang bị Tô Hoàn chọc quê vậy, tức giận đùng đùng muốn lao vào tính sổ với anh ta. Bọn chúng dự tính chỉ cần tống được Tô Hoàn vào trong ngục, thì tới khi đó chúng sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ hội à nhầm lễ độ. Thế nhưng mà hai tên này còn chưa kịp động thủ, thì đã giật mình đánh thoát một cái khi nhìn thấy con long xà tích bé bé trên vai Tô Hoàn. Con thú nhỏ này có thể cảm nhận được địch ý từ hai tên cảnh bị vệ kia hướng về phía chủ nhân của mình, vậy nên nó cũng không ngần ngại phóng thích ra uy áp của bản thân về phía kẻ địch. Hai tên cảnh bị vệ lập tức hiểu ra Tô Hoàn là một ngự sư. Thế nhưng còn chưa hết, lúc này Tô Hoàn lại chủ động lên tiếng rồi đưa tay lên sâu cho hai tên cảnh bị vệ kia một tấm thẻ. Tấm thẻ trên tay Tô Hoàn to cỡ một chiếc smartphone, bên trên có hình ảnh một tòa bảo tháp được trang hoàng vô cùng tinh xảo. Hai tên cảnh bị vệ đối diện dường như đã nhận ra ý nghĩa của cái vật phẩm kia, lông tơ lập tức dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngay. Tên đội trưởng đứng phía sau cũng nhận ra được tấm thẻ trong tay Tô Hoàn, hắn cũng nhớ tới gần đây tay to trong tụ tập địa có trà chanh chém gió về việc bảo chủ vừa mới thu được một đồ đệ mới. Tên đội trưởng kia từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má, hắn ta cảm thấy số phận cũng nhọ vãi bíp, thế mà lại đang gây sự với đồ đệ của bảo chủ luôn ạ. Nhưng mà được cái là tên này phản ứng cũng nhanh nhạy, thế mà lại đưa tay về phía bao súng dắt bên hông lôi khẩu lục của mình ra bắn chỉ thiên lên trời rồi mồm gào to hỗn láo. Ba tên lưu manh cầm đầu bởi cù chính thiên kia còn chưa kịp hoàn hồn bởi tiếng súng bất ngờ, thì lại phải giật mình tập hai khi mà cây súng lục của tên đội trưởng cảnh bị vệ kia lại chĩa thẳng về phía mình. Tên đội trưởng cảnh bị vệ kia tuyên bố cù chính thiên thả chóa chạy rông giữa đường, không khóa mõm chóa lại, đây là hành vi làm mất trật tự an toàn cho khu vực. Tên đội trưởng ra lệnh cho thuộc hạ lập tức bắt mấy tên lưu manh này về tra khảo, thằng nào láo nháo thì bắn bỏ tại chỗ luôn. Cú plot twist này không chỉ khiến cù chính thiên giật mình thon thót, mà ngay cả mấy tên đội viên cảnh bị vệ cũng không theo kịp được tình tiết đang xảy ra. Rất nhanh, ba bộ trang sức vòng tay thiết kế theo hình mẫu số 8 bản limited chỉ quân triều đình mới sở hữu được lấy ra ôm trọn vào cổ tay của ba tên lưu manh cù chính thiên. Cù chính thiên còn cho rằng tên đội trưởng họ Trịnh kia chắc là nhầm lẫn cái gì rồi thì phải, hắn mới là người bị hại à nha, ý là hắn mới là người có quan hệ với đội trưởng Trịnh mà. Chu chính thiên gào mồm lên lấy ba mình ra làm lá chắn, nhắc nhở đội trưởng Trịnh rằng ba hắn cù đỉnh toàn nhưng là chủ quản thương khố số 5 của chủng thực viên à nha. Cái tên cù chính thiên này không biết đã vỗ béo nhóm cảnh bị vệ như Trịnh Tuấn này không biết bao nhiêu rồi, thế mà đến lúc có việc cần nhờ thì lại chẳng được tích sự gì. Nhưng mà lời còn chưa nói hết thì Trịnh Tuấn đã đáp thẳng một đấm vào mồm cù chính thiên khiến hắn ta veo hết cả mỏ. Trịnh Tuấn không nhiều lời với tên cù chính thiên này, lập tức quy chụp cho hắn cái danh chống đối người thi hành công vụ, ra lệnh cho thuộc hạ tẩn cho tên oát con này một trận. Xong xuôi đâu vào đó, Trịnh Tuấn mới mon men về phía Tô Hoàn, bày ra cái bộ dáng bỉ ổi nịnh bợ nhất có thể, ca ngợi Tô Hoàn oánh chó của cù chính thiên là đang giúp dân trừ loạn, là anh hùng làm việc tốt này nọ lọ trai. Tô Hoàn không mặn không nhạt, mặt không chút biểu cảm nói bóng gió rằng ba tên cảnh bị vệ Trịnh Tuấn xử lý rất chi là kịp thời đó. Trịnh Tuấn nghe xong cũng rén, hắn ta cam đoan rằng ba tên lưu manh cù chính thiên đã rơi vào tay hắn thì chỉ có xác định ít nhất cũng phải ăn no hành. Như thế không biết đã làm hài lòng Tô Hoàn hay chưa. Tô Hoàn thấy sao cũng được, ví dụ như mà ba tên này không có mệnh hệ gì rời khỏi cảnh bị vệ cũng chả sao cả, kiểu gì thì Tô Hoàn cũng sẽ đi tìm tên này tính sổ ra ngô ra khoai thôi. Trịnh Tuấn nghe xong cũng hiểu được là kể cả bọn họ có muốn bao che cho cù chính thiên đi chăng nữa thì tên này cũng xác định lên bảng đếm số rồi. Thế nhưng mà hắn ta cũng không dám ý kiến với Tô Hoàn, phải đánh tiếng là bản thân đã hiểu ý, Tô Hoàn cũng không muốn ở lại chỗ này thêm nữa, lập tức quay về phía Tô Tình gọi cô cùng rời đi. Mục đích chính của Tô Hoàn tới đây là để chào đón Tô Tình trở về nhà mà. Tô Tình được em giai bảo kê như vậy thì cũng thấy trong lòng ấm áp, đưa tay cho Tô Hoàn dắt đi. Nhìn bóng lưng hai chị em Tô Hoàn dần rời khỏi, lúc này một tên đội viên cảnh bị vệ mới nói nhỏ hỏi thăm chính kiến của Trịnh Tuấn. Hắn ta không biết là đắc tội nặng với một chủng thực viên chủ quản tốt hơn hay là bị một ngự sư ghim mặt thì tốt hơn nữa. Cái này thì có gì đáng phải nghĩ chứ, một tên cảnh bị vệ khác nói chắc chắn là không muốn đắc tội với Tô Hoàn. Đắc tội với một ngự sư, lại còn là đệ tử của bảo chủ thì mấy nhân vật nhỏ bé như bọn hắn bay màu như nào cũng không biết luôn đó. Trịnh Tuấn khen ngợi tên đội viên này hiểu vấn đề đấy. Tiếp đó hắn ra lệnh cho tên đội viên này tìm tới một chiếc xe, sau đó bọn họ sẽ đem ba tên lưu manh cù chính thiên đến trường đốt xác. Ý đồ của Trịnh Tuấn rất rõ ràng, đây là muốn tiễn ba tên lưu manh cù chính thiên về chầu Diêm Vương, còn thi thể thì coi như là rác mà thủ tiêu đi cho sạch sẽ.
Bên phía chị em Tô Hoàn, Tô Tình đang vô cùng hào hứng khi hai chị em họ có thể trở về sinh sống trong căn nhà trước đó của họ. Nhìn căn nhà này thì trước đây gia đình Tô Hoàn cũng khá gì và này nọ đấy chứ không vừa đâu. Tô Hoàn kêu chị gái đừng có kích động quá như thế, lại chỗ anh ta để còn nhận lấy bộ chìa khóa nhà đê. Tô Hoàn hứa hẹn với chị gái việc lấy lại căn nhà mới chỉ là bắt đầu thôi, những ngày tháng sau này anh ta sẽ còn cố gắng hơn nữa để cuộc sống của hai người ngày càng tốt hơn. Đúng rồi đó, trước hết là anh Giai làm ơn đổi cái quần đi, nhìn cái bàng quá rồi. Tô Tình nắm chặt tay Tô Hoàn, cô tin tưởng với tài năng em trai thể hiện ra thì những lời anh ta vừa hứa hẹn đều có thể trở thành sự thực. Đúng lúc này, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa khiến Tô Hoàn chú ý tới. Tô Hoàn tiến ra bên ngoài mở cửa, thì bên ngoài đang có một người đàn ông đang đợi ở đó. Người đàn ông này nở một nụ cười hòa ái nhất có thể, giới thiệu với Tô Hoàn bản thân là quản lý của chủng thực viên Quách phó giám đốc. Tô Hoàn còn chưa có định hình được ông chú kia là ai đâu, thì lúc này Tô Tình từ trong nhà đi ra nhanh chóng nhận ra được người đàn ông này, quả thực ổng là Quách phó giám đốc thật. Quách phó giám đốc nói rõ ý đồ tới nhà Tô Hoàn, ông ta mới nghe được tin tức từ cảnh bị vệ. Bọn họ nói rằng con trai của Cù Đình Toàn lại có mắt như mù đắc tội với Tô Hoàn, vậy nên Quách phó giám đốc phải đứng ra giải quyết. Ông ta dự định sẽ đẩy Cù Đình Toàn ra ngoài chủng thực chủng địa làm nông phu. Cái nơi được gọi là chủng thực chủng địa kia nằm bên ngoài thành bảo, dã thú hoành hành liên tục, nhưng lão lại nói bóng gió rằng chắc là Cù Đình Toàn có thể thích nghi được ở đó thôi. Quách phó giám đốc hỏi thăm xem xử lý như vậy đã làm hài lòng Tô Hoàn được hay chưa. Nói hoa mỹ là xử lý vấn đề, nói thẳng ra đây là Quách phó giám đốc muốn xử lý hết cha con nhà Cù Đình Toàn thay cho Tô Hoàn, để anh ta không tìm tới mấy tên lãnh đạo chủng thực viên gây phiền phức thôi. Tô Hoàn rất hài lòng với phương án giải quyết này, đã có người tự động xử lý vấn đề hộ cho anh ta thì tội gì mà lại không đồng ý luôn cơ chứ. Quách phó giám đốc còn chưa dừng lại ở đó, ông ta lại thấy Tô Tình là nghệ sư có thâm niên trong chủng thực viên, thế là muốn điều cô qua quản lý nông nghiệp sở ngồi luôn vào ghế phó giám đốc. Tô Tình tự nhiên được đề bạt ngồi vào vị trí cao như vậy thì giật mình, cô còn hơi cấn cấn, cảm thấy bản thân chưa đủ trình độ để làm phó giám đốc đâu. Thế nhưng mà Quách phó giám đốc nào dám thu hồi lại lời vừa nói ra cơ chứ. Tô Tình là chị gái của một trong các đệ tử của bảo chủ đấy, cứ cho là kinh nghiệm không đủ đi thì sức ảnh hưởng của cô vẫn thừa đủ, chức phó giám đốc này không ai dám ý kiến đâu. Quách phó giám đốc còn bày ra cái bộ mặt nịnh nọt Tô Tình không phải lo lắng, nếu như cô gặp phải khó khăn gì trong công việc có thể tìm tới ông ta. Uy tín là việc gì ổng cũng sẽ lo lắng chu toàn cho Tô Tình. Tới mức này rồi thì Tô Tình từ chối làm gì cho phí, đồng ý ngay cái ghế phó giám đốc kia. Tô Hoàn đứng một bên làm diễn viên quần chúng xem chị gái mình một bước trở thành người có chức có quyền mà không biết phải nói gì luôn. Có điều Tô Hoàn có thể hiểu được chị em bọn họ có thể khiến nhiều người phải khúm núm lấy lòng như vậy hoàn toàn là dựa vào mức độ mạnh mẽ của chính bản thân mình. Chỉ có Tô Hoàn ngày càng mạnh lên thì đặc quyền mà anh và Tô Tình được hưởng thụ mới càng nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Hoàn càng muốn dành toàn bộ tâm sức nuôi cho long xà tích của mình nhanh chóng trưởng thành hơn nữa. Tô Hoàn dựa theo sổ tay mà bảo chủ Chu Hợp giao cho, chế biến ra cả một thùng cơm siêu toa khổng lồ, lại còn tản ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, không biết thứ này có chứa chất phóng xạ hay không nữa. Tô Toàn gọi Long Xà Tích lại kêu nó chén thêm một thùng cơm này nữa, cái này là phương pháp phối hợp thức ăn hảo hạng chuyên dùng để thân thể ngự sủng mau chóng trưởng thành đó. Nói một cách đơn giản thì Tô Hoàn đây là đang liên tục nấu cám tăng trọng, sau đó nhồi cho Long Xà Tích mau ăn chóng lớn ấy mà. Thế nhưng mà Long Xà Tích lại bày ra một cái bộ mặt rất chi là bi thương, nó dường như không nuốt trôi được thùng thức ăn xanh gì kia. Theo như Tô Hoàn biết thì phương pháp phối hợp thức ăn cho ngự thú được chia ra làm 8 loại đẳng cấp bao gồm liệt chất, hợp cách, lương hảo, ưu lương, ưu đạo, trác việt, siêu phàm và cao nhất là hoàn mỹ. Thứ mà Tô Hoàn lấy ra được từ trong sổ tay của sư phụ ban cho là công thức phối chế thức ăn cấp ưu lương dành cho ác hệ ấu sủng. Cái phối phương này nếu tính là dành cho người mới như Tô Hoàn là quá mức chân quý, thế nhưng mà Long Xà Tích của anh ta mới chỉ ăn 2 miếng xong là cá chê không thèm đụng đũa nữa. Nhìn cái bản mặt chán ghét của Long Xà Tích, Tô Hoàn còn lo lắng là thức ăn có vấn đề hay sao. Lúc này anh ta chợt nhớ tới một lối đi khác, Tô Hoàn có ưu thế hơn hẳn các ngự sư khác là ở chỗ anh ta có bản hách cựu Nhật Long Điển trong tay cơ mà. Tô Hoàn lập tức triệu hồi ra cựu Nhật Long Điển, nghiên cứu về tập tính của Long Xà Tích. Theo như thông tin từ trong sách, Long Xà Tích khi mới ra đời sẽ nuốt luôn vỏ trứng của nó và trong thời gian đầu không cần ăn thêm bất cứ thứ gì nữa. Mà Long Xà Tích là con hàng biến chủng sở hữu thổ hệ, long hệ, ác hệ trong người vậy nên phối phương dành cho nó cũng phải cân nhắc kỹ càng. Thêm nữa là khẩu vị của Long Xà Tích cũng kén ăn, thích ăn đồ sống cơ, như kiểu sashimi cá hồi thì nó mới ăn. Tô Hoàn đã nắm được vấn đề là ở chỗ nào, vậy thì anh ta sẽ tự điều phối đồ ăn cho Long Xà Tích vậy. Mỗi tháng Tô Hoàn được sư phụ bao nuôi rất nhiều tiền, anh ta cũng không ngại cho Long Xà Tích của mình ăn những món chất lượng nhất, chỉ cần nó chịu khó mau ăn chóng lớn cho anh ta là được rồi. Mấy ngày tiếp theo, Tô Hoàn cho Long Xà Tích ăn theo phối phương có trong cựu Nhật Long Điển.
Anh ta ra ngoài chợ tìm mua những con cá ngon và tươi nhất, sau đó tự tay thể hiện trình độ Master Chef nấu đồ ăn cho pet cưng của mình. Thế nhưng mà ngay lập tức vấn đề đáng sợ đã ập tới rồi, mới chỉ vung tay mua đồ tươi cho long xà tích tẩm bổ có 5 ngày thôi mà Tô Hoàn đã trở thành quỷ nghèo luôn rồi. Thế nhưng cũng không phải là Tô Hoàn tốn công vô ích, lúc này long xà tích đã trưởng thành rõ rệt to như con trâu mộng rồi. Long xà tích đã đột phá thời kỳ ấu sinh, tiến vào thời kỳ trưởng thành rồi, đây là một tin tức tốt cho Tô Hoàn. Anh ta có thể đoán được nếu lúc này gặp lại hai con chó thúi lúc trước, thì long xà tích còn chê không thèm dùng đến kỹ năng, chỉ cần lấy thịt đè chóa là cũng đã đủ làm gỏi hai con chó kia rồi. Với trình độ cứng rắn của lớp vảy rồng hiện tại, người bình thường nếu không thủ vũ khí nóng trong tay chắc chắn là không có cửa để mà uy hiếp được long xà tích hiện tại. Bây giờ có cho ba thanh niên trai tráng mạnh khỏe cầm dao dựa gì đó quần ẩu với long xà tích một trận cũng chỉ tạo được vài vết xước nhỏ trên người nó thôi. Long xà tích đang đánh chén ngon miệng mà cứ bị Tô Hoàn sờ ngược sờ xuôi đâm ra cu cậu cáu, quay đầu lại lườm Tô Hoàn một cái. Tô Hoàn lúc này chợt nhớ tới sư phụ của mình, ổng từng dặn một khi long xà tích bước vào giai đoạn trưởng thành thì có thể vào trong thành bảo tìm ông ấy. Chu Hợp tìm được cậu đồ đệ quý hóa quá cơ, chắc là không đến lúc cá kiếm từ sư phụ thì Tô Hoàn cũng không thèm nhớ tới Chu Hợp mất. Có điều Tô Hoàn cũng đang hơi lấn cấn, mới có 5 ngày trôi qua long xà tích đã tiến vào giai đoạn trưởng thành, người ngoài mà biết được thì không biết phải giải thích thế nào. Có cho ăn cám tăng trọng thì long xà tích cũng không thể nào phát triển nhanh như thế được. Tô Hoàn dự đoán phối phương bên trong cựu Nhật Long Điển ít nhất cũng phải là cám tăng trọng loại siêu phàm hoặc là hoàn mỹ cấp độ. Nếu như vậy thì bí mật về phần mềm hack này Tô Hoàn càng không thể để lộ ra ngoài được. Anh lên kế hoạch vài ngày tiếp theo sẽ huấn luyện cho long xà tích tiến hóa thuần thục kỹ năng, mà số lần cho ăn cũng phải kéo giãn ra một chút mới được. 10 ngày sau, Tô Hoàn mới dám dẫn theo long xà tích tiến vào thành bảo tìm tới Chu Hợp. Chu Hợp thấy cậu đồ đệ này của mình lặn mất hút cả chục ngày nay rồi mới thè mò mặt tới, còn cho rằng là Tô Hoàn lười biếng không chịu tu luyện tử tế nữa. Nhìn mặt Chu Hợp có chút không vui, Tô Hoàn vội vàng thanh minh rằng mấy ngày qua anh ta toàn lực nuôi dưỡng dạy dỗ cho long xà tích nên là mới không tới nhận huấn luyện từ sư phụ được. Sau đó anh gọi long xà tích từ ngoài cửa đi vào, nói rằng là vì anh ta dựa theo phối phương mà Chu Hợp tặng cho đã vỗ béo được long xà tích tiến vào giai đoạn trưởng thành rồi. Chu Hợp nhìn thấy long xà tích đã cao ngang Tô Hoàn thì giật bắn mình, không nghĩ tới đệ tử của mình lại có thể kích thích ngự sủng phát triển nhanh tới như vậy. Tô Hoàn có chút giật mình, mười mấy ngày mà long xà tích của anh ta đã tiến vào giai đoạn trưởng thành thì chắc là bình thường thôi nhỉ. Chu Hợp nhịn không nổi mà lao tới bạt tai cậu đồ đệ của mình một cái. Bình thường cái bíp ấy, đến cả sư tỷ thiên phú cao cường Bạch Tố Tố của Tô Hoàn cũng phải mất một tháng mới có thể kích thích cho ngự sủng băng liên bồng của cô ta bước vào giai đoạn trưởng thành đó. Chu Hợp không biết nói gì với đệ tử của mình mà, có mười mấy ngày còn không nhanh. Trong khi đó băng liên bồng còn là loại cao cấp nguy hiểm chỉ thấp hơn long xà tích của Tô Hoàn có 2 cấp độ thôi. Thế này thì Tô Hoàn mà khai ra anh ta chỉ mất có 5 ngày đã vỗ béo long xà tích tiến vào giai đoạn trưởng thành thì không biết Chu Hợp có sốc ngất ra đây không nữa. Tô Hợp cùng mặc kệ chuyện bị sư phụ bạt tai cho mấy phát, chỉ cần không bị truy cứu chuyện long xà tích trưởng thành siêu tốc là được rồi. Chu Hợp quả thực không để ý tới chuyện long xà tích phát triển nhanh chóng, ông ta chỉ cho rằng thiên phú của con hàng này siêu việt là thiên phú dị bẩm các kiểu đồ. Chu Hợp chuyển chủ đề hỏi thăm nếu long xà tích đã trưởng thành rồi thì kỹ năng đã sử dụng thành thạo hay chưa, có kỹ năng nào tiến hóa hay không. Tô Hoàn lập tức liệt kê long uy đã khai hóa cấp 1, diễn hóa ra long uy uy nhiếp và long uy trấn nhiếp. Ác niệm thổ tức cũng đã khai hóa cấp độ 1, chuyển hóa thành kỹ năng ác niệm thổ tức ác niệm đạn rồi. Đấy không hỏi thì không sao, hỏi vào là Chu Hợp lại được một phen kinh ngạc nữa rồi. Mới có mấy ngày thôi, long xà tích của Tô Hoàn không chỉ tiến vào giai đoạn trưởng thành mà khai phá cũng được kha khá kỹ năng rồi. Tô Hoàn vội vàng nịnh nọt lấy lòng, quy mọi công lao đều là nhờ có Chu Hợp chỉ dẫn phương pháp hiệu quả ấy mà. Trong lòng anh ta thầm nghĩ may mà còn chưa khai ra là long xà tích còn nắm được cơ bản một lô kỹ năng khác như long lực hay địa thương tế các kiểu con đà điểu đó. Chu Hợp có được đồ đệ ưu tú như Tô Hoàn thì như bắt được vàng, ông ta kêu Tô Hoàn cùng với mình đi tới trường huấn luyện chuyên dụng để xem thực chiến của long xà tích như nào. Tiến vào bên trong trường huấn luyện, Chu Hợp hứa hẹn nếu long xà tích biểu hiện xuất sắc thì ổng sẽ tặng cho Tô Hoàn một chiếc ngự ấn vật. Long xà tích đã càng ngày càng to rồi, nếu không có ngự ấn vật thì chắc chắn Tô Hoàn sẽ gặp phiền phức. Tô Hoàn nghe được mà mừng quính, có thu được phần thưởng to lớn này từ sư phụ hay không là phải trông chờ hết vào biểu hiện của long xà tích rồi. Chu Hợp kích thích nhẫn ngự ấn vật trên tay, thả ra ngoài hậu giáp nham hùng quân để cho nó chơi đùa cùng long xà tích. Tô Hoàn và long xà tích lú luôn, mới mở màn mà Chu Hợp đã triệu hồi ra một con gấu to như con voi thế này. Tô Hoàn không nhịn được dò hỏi rốt cuộc sư phụ mình có bao nhiêu ngự sủng cấp độ khủng bố vậy, mỗi lần lại gọi ra một con không giống nhau thế. Không hỏi thì thôi, hỏi xong lại càng khiến Tô Hoàn phải lác mắt. Chu Hợp nói ngự sủng yếu quá thì ổng không thèm xài, loại khủng bố thì sở hữu xương xương 20 con gì đó.
Loại mà bá đạo hẳn như Hậu Giáp Nham Hùng Quân hay Dung Nham Bạo Long thì chiếm một nửa trong số 20 con đó. Chu Hợp không dài dòng khoe của nữa, kêu Tô Hoàn phóng ngựa qua đây, muốn thu lấy ngựa ấn vật thì phải làm ổng thỏa mãn mới được. Hậu Giáp Nham Hùng Quân phối hợp gầm lên một tiếng, khiến Tô Hoàn và Long Xà Tích đều phải giật mình chống đỡ. Nhưng ngay sau đó Long Xà Tích cũng sốc lại được tinh thần, lập tức thi triển ra Long Uy uy nhiếp để cản lại uy áp từ Hậu Giáp Nham Hùng Quân. Chu Hợp hài lòng đánh giá sự phát triển của Long Xà Tích. Tiếp theo ông ta ra lệnh cho Hậu Giáp Nham Hùng Quân đứng im tại chỗ, để cho Long Xà Tích thử dùng ác niệm thổ tức công kích thử xem có ra gì hay không. Tô Hoàn lập tức ra lệnh cho Long Xà Tích tiến hành tấn công, sử dụng ác niệm thổ tức ác niệm đạn công kích. Long Xà Tích tụ tập lấy một nguồn năng lượng trước mồm, sau đó phun một quả cầu năng lượng tím đen đánh thẳng về phía con gấu lớn trước mặt. Có điều đòn tấn công kia khi chạm tới đầu của Hậu Giáp Nham Hùng Quân thì vỡ tung, còn lớp da bên ngoài của con gấu lớn này thì chẳng xi nhê gì cả. Chu Hợp đứng ở một bên cũng lên tiếng chọc ghẹo, kêu Long Xà Tích bắn thêm vài quả đạn nữa gãi ngứa cho gấu lớn của ông ta đi xem nào. Tô Hoàn nghe lời khiêu khích của sư phụ không loạn lên mà lại nở một nụ cười thần bí. Tiếp đó anh ta ra lệnh cho Long Xà Tích sử dụng ác niệm thổ tức quán Liên Châu tấn công. Chỉ thấy Long Xà Tích lại một lần nữa tụ tập năng lượng trước mồm, nhưng lần này không phải bắn ra một viên đạn mà cùng một lúc điểm xạ bắn ra ba viên. Cả ba viên đạn năng lượng cùng bắn vào một điểm trên đỉnh đầu Hậu Giáp Nham Hùng Quân. Lần này thì có dị biến xảy ra rồi, lớp da nham thạch trên đỉnh đầu con gấu lớn thế mà bị Long Xà Tích bắn thủng một lỗ. Điều này khiến cho Hậu Giáp Nham Hùng Quân gầm lên đau đớn, cũng khiến Chu Hợp giật mình không nghĩ tới tình huống như vậy lại phát sinh. Chu Hợp sau khi giật mình lập tức khen ngợi ngộ tính của Long Xà Tích, nhanh như vậy đã biết lợi dụng thuộc tính năng lượng ác hệ, dùng liên tiếp ác niệm đạn bắn ra quán Liên Châu rồi. Khổ thân gấu lớn không chú tâm phòng thủ bị bắn lủng cả ra đầu, lúc này còn đang đưa chân trước lên xoa lấy xoa để. Tô Hoàn cũng khiêm tốn tiếp nhận lời khích lệ từ Chu Hợp. Trong lòng anh ta thầm nghĩ Long Xà Tích còn một lối công kích nữa là Bình Liên Châu cơ, có thể bắn phủ ác niệm đạn trong phạm vi lớn khiến kẻ địch không có chỗ trốn tránh. Mỗi tội là phương thức công kích này không phá được lớp da phòng thủ của gấu lón, nên là không có dùng thôi. Chu Hợp vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tô Hoàn và Long Xà Tích, lập tức giữ lời hứa tặng cho anh ta một chiếc nhẫn ngự ấn vật. Rồi hiểu cái thế giới này chơi bài gì rồi, rõ ràng đây là đang đấu Pokemon chứ còn gì nữa, còn ngự ấn vật thì xem như quả cầu Pokeball cũng được. Chiếc nhẫn ngự ấn vật Chu Hợp tặng cho Tô Hoàn không phải là hàng cao cấp có không gian khổng lồ như cái ổng đang dùng. Thế nhưng mà cái ngự ấn vật này cũng đủ để Tô Hoàn chứa đựng 5 con ngự sủng rồi. Tức là sau này Tô Hoàn có thể thu nạp được 5 con ngự sủng. Mà nếu ngự sủng của anh ta có thể chịu khó sống chật trội một chút thì còn có thể chứa tới 10 con luôn á. Tô Hoàn vui vẻ nhận lấy phần thưởng từ sư phụ. Tiếp đó Chu Hợp lập tức nhắc nhở, tuy rằng kỹ năng bắt đầu của Tô Hoàn và Long Xà Tích không tồi, thế nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của Long Xà Tích vẫn chỉ là con số 0. Để giải quyết bài toán thực chiến tăng kinh nghiệm chiến đấu, Chu Hợp quyết định phái Tô Hoàn đến trú đóng tại phòng tuyến phía Bắc, ra đấy mà sống cùng nguy hiểm cho quen dần. 3 ngày sau Tô Hoàn đến Bộ Tư lệnh Quân sự báo danh, khi đó sẽ có người sắp xếp nhiệm vụ cho anh ta. Phía ngoài bức tường cao của Hắc Đăng tụ tập địa còn có 4 đoạn phòng tuyến, bảo vệ xung quanh tụ tập địa. Mỗi đoạn phòng tuyến này đều là những thành lũy kiên cố dựng lên, hơn nữa ngự sư hoạt động ở đây còn được tăng cường thêm vũ khí cường lực và sĩ binh bảo vệ. Trong đó đoạn phòng tuyến phía Nam và phía Bắc là nguy hiểm nhất, hầu như ngày nào cũng trao đổi chiêu thức với sinh vật cấp bậc nguy hiểm. Thức ăn của sinh vật cấp bậc nguy hiểm bên trong thành lũy đều đến từ thành quả săn bắn của 4 đoạn phòng tuyến. Trong 3 ngày chuẩn bị, Tô Hoàn được trả trước phụ cấp dành cho ngự sư trong tháng sau, thu lấy 250k đồng bạc, chứa đầy trong mấy bao tải. Hơn một nửa lượng tiền tài này Tô Hoàn đổi thành thức ăn cho Long Xà Tích, toàn bộ thức ăn đều được Master Chef Tô Hoàn chế biến thành loại có thể bảo tồn lâu dài. Sau đó anh ta nhận được thư bổ nhiệm từ Bộ Tư lệnh Quân sự, tiến về đồn canh gác số 7 đoạn phía Bắc, nhận chức tổ viên. Tô Hoàn được người hỗ trợ bên Bộ Tư lệnh đánh xe trở tới địa điểm công tác. Trên xe, Tô Hoàn ngẫm nghĩ 4 đoạn phòng tuyến của tụ tập địa có diện tích rất lớn, chính là bởi vì để quy hoạch đất đai trồng thực vật. Bên trong tụ tập địa diện tích có hạn, chỉ có thể chứa lấy 7 chủng thực viên. Việc sản xuất lương thực của những chủng thực viên này cơ bản là không đủ để đáp ứng cho mấy chục nghìn nhân khẩu tiêu thụ. Mà trồng thực vật ở bên ngoài thành là việc bắt buộc, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Những người dân phải làm công việc này chỉ mong sao có thể thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Rất nhanh xe đưa Tô Hoàn đi công tác đã tới được đồn canh gác số 7. Những binh lính bên trong chòi canh này để ý tới việc Tô Hoàn tới đây thế mà lại được đích thân tham mưu trưởng đưa tới, chứng tỏ anh ta không hề đơn giản. Bọn họ phỏng đoán Tô Hoàn hẳn là ngự sư, bởi trên toa xe kéo phía sau chứa đầy thức ăn chuyên dụng cho ngự thú. Đám lính canh trên chòi chợt giật mình nhớ ra người ta là ngự sư à nha, còn không mau chạy xuống trợ giúp một tay lại còn đứng ở trên hóng. Tô Hoàn thấy đám sĩ binh này thế mà lại nhiệt tình gọi mình một tiếng đại nhân, rồi còn xung phong nhận việc dỡ chỗ thức ăn cho ngự sủng xuống nữa thì có chút chưa quen.
Một anh giai đứng tuổi trông có vẻ là đội trưởng của đám sĩ binh này vừa mang vác bao tải chứa thức ăn cho ngự sủng xuống khỏi xe, vừa giới thiệu bản thân họ Huỳnh, sau này đồn canh số 7 trông chờ hết vào Tô Hoàn đó. Tô Hoàn thấy các anh em sĩ binh khách khí quá rồi, lão Huỳnh lớn tuổi hơn anh ta, vậy nên Tô Hoàn vẫn khiêm tốn gọi lão Huỳnh một tiếng anh. Lão Huỳnh lần đầu tiên gặp được một ngự sư lại tốt tới như vậy, khiến lão lại càng thêm hồ hởi hô hào anh em chuyển đồ nhanh nhanh lên còn về mở tiệc chiêu đãi Tô Hoàn. Tròi canh số 7 vào 10 năm trước từng bị một đàn sinh vật loại khủng bố đi qua phá hủy tan tành, đồn canh gác không còn một ai sống sót. Đồn canh gác số 7 lúc này là vừa mới được dựng lại trên đống đổ nát trước đây và sẽ là địa điểm công tác của Tô Hoàn trong thời gian tới. Lúc này Tô Hoàn đang được các anh em sĩ binh nhiệt tình mời nếm thử tay nghề nấu nướng. Tuy rằng điều kiện ở đây không được tốt lắm, nhưng tay nghề nấu ăn của sĩ binh A Văn thì là gái ghế, bởi nó không phải bàn. Tô Hoàn mong rằng lão Huỳnh có thể gọi tên anh ta là được rồi, đều là đồng chí đồng đội với nhau cả, gọi một tiếng đại nhân nghe nó xa cách quá. Nói gì thì nói, ngự sư vẫn là một nhân vật ở tầng lớp cao hơn sĩ binh nhiều, vậy nên lão Huỳnh không dám quá phận, vẫn gọi Tô Hoàn một tiếng anh Tô cho chắc ăn. Tô Hoàn cũng không ép buộc nhóm sĩ binh này phải làm theo ý mình nữa, thay vào đó anh ta đổi chủ đề hỏi thăm xem bình thường nơi này gặp phải sinh vật loại nguy hiểm tần suất có cao hay không. Các sĩ binh vừa cắn miếng thịt lớn vừa chia sẻ rằng chỗ của bọn họ đã là khu vực sâu bên trong phòng tuyến rồi, áp lực nhận phải chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với bên ngoài. Nhưng mà cũng không phải là nhàn rỗi, vẫn luôn có số ít sinh vật lọt lưới tiến được tới khu chòi canh này. Bọn họ chỉ cho Tô Hoàn nhìn về phía góc phòng, ở đó đang chất đầy đủ loại thi thể sinh vật. Mà toàn núi nhỏ thi thể sinh vật kia chỉ là thành quả của mấy ngày gần đây thôi đó. Thông thường thì mỗi giữa tháng và cuối tháng sẽ có xe của quân doanh từ thành lũy đến phụ trách thống kê quân công và mang thi thể sinh vật chòi canh săn được về. Nói đến đây các sĩ binh nổi tính tò mò, bọn họ muốn biết ngự sủng của Tô Hoàn là loại gì, liệu bọn họ có thể chiêm ngưỡng qua để mở mang tầm mắt hay không. Lão Huỳnh vội vàng chỉnh đốn lại các đồng đội của mình, dường như việc hỏi thăm về ngự sủng của ngự sư là một điều không nên hay sao ấy. Hoặc có thể là các ngự sư khác không thích bị người ngoài soi mói pet của mình. Thế nhưng Tô Hoàn không như những ngự sư khác, anh ta không ngần ngại gì triệu hồi ra long xà tích của mình từ bên trong ngự ấn vật. Đám sĩ binh mắt chữ A mồm chữ O liền, Tô Hoàn là người mới chỉ có một con ngự sủng nhưng ngay con pet đầu tiên anh ta đã sở hữu loại đỉnh cấp nguy hiểm rồi. Long xà tích vừa mới xuất hiện thấy xung quanh có rất nhiều người vây lấy thì ngỡ rằng bọn họ là kẻ địch, lập thứ thi triển ra long uy chấn nhiếp lấy lợi thế. Nhưng mà ngay tức khắc Tô Hoàn gõ đầu nó một cái đau điếng, không cho nó bày ra địch ý với người nhà. Tội thân thằng bé, có lòng phòng bị thôi mà bị chủ nhân gõ đầu cho một cái oan uổng. Thanh niên tên Tiểu Hổ là người đứng gần nhất, bị long xà tích dọa cho đái cả da quần, anh em sĩ binh được phen cười ra nước mắt. Tối hôm đó, sau khi ăn uống một bữa, Tô Hoàn và năm anh em sĩ binh tại đồn canh đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều rồi. Sau khi dọn dẹp xong, Tô Hoàn theo chỉ dẫn cho Chu Hợp chỉ bảo lúc trước bắt đầu tu tập tâm linh truyền luyện pháp. Kỹ thuật này được chia làm 3 bước, đầu tiên là dẹp bỏ tạp niệm, sắp xếp lại suy nghĩ, đem những suy nghĩ bất ổn của bản thân gom lại thành một khối thủy tinh cực lớn trong tâm trí. Tiếp theo Tô Hoàn cần phối hợp theo tần suất hô hấp đặc thù, dung hòa tâm linh và những suy nghĩ hoàn cảnh xấu kia thành một thể. Tô Hoàn đánh giá để đạt đến tâm linh thủy tinh như sư phụ chỉ bảo thì còn phải mất khoảng nửa năm nữa mới được. Đúng lúc này, chòi canh phát ra tiếng cảnh báo, lão Huỳnh cũng từ bên ngoài chạy vào thông báo đã có chuyện xảy ra rồi. Trong đêm, hàng loạt con bọ ngựa thân đỏ như máu siêu toa khổng lồ bay thẳng về phía chòi canh số 7. Tô Hoàn thông qua ống nhòm quan sát từ chòi canh, nhận ra chúng là liêm đao khoái giáp, một loại sinh vật nguy hiểm thứ cấp. Đám bọ ngựa này có chi trước như một đôi lưỡi liềm cực kỳ sắc bén, có thể chém đứt gạch đá dễ như chơi. Lão Huỳnh nói với Tô Hoàn rằng loại liêm đao khoái giáp này là sinh vật mà đoạn phòng tuyến của bọn họ thường xuyên đụng phải nhất, một đám sinh vật nguy hiểm thứ cấp thuộc hệ côn trùng. Nhưng mà lão Huỳnh khẳng định là đám này cũng không khó đối phó lắm. Vừa nói chuyện với Tô Hoàn, lão Huỳnh vừa hướng về các anh em sĩ binh đóng trú tại chòi canh chuẩn bị tiếp chiến. Lão Huỳnh là người đã trải qua vô số cuộc chạm trán lớn nhỏ với sinh vật nguy hiểm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng dày dặn. Ông ta phân công bản thân và sĩ binh họ Dư sẽ ở tháp canh liêu vọng vị trí súng máy, sĩ binh A Văn thì phụ trách đánh chặn số 1 hướng Tây Bắc. Còn lại hai đội viên khác là Tiểu Hổ và Tiểu Lư thì phụ trách canh giữ lỗ xạ kích số 5 và số 6 tầng 1. Lão Huỳnh cũng ra lệnh làm thịt 3 con liêm đao khoái giáp thành thục kỳ đi, còn 2 con đang trong giai đoạn trưởng thành thì để cho Tô Hoàn luyện tay. Nhiệm vụ của mỗi người được bàn giao xong xuôi, ngay lập tức từ trên chòi canh bắt đầu có từng viên kẹo đồng nhắm thẳng về phía liêm đao khoái giáp mà bắn qua. Đám liêm đao khoái giáp này cũng không đơn giản, bọn chúng nắm giữ kỹ năng thiên phú cảm chi, cho phép chúng cảm nhận được tấn công từ xa hướng về phía mình. Ngay lập tức mấy con bọ ngựa cỡ lớn này cũng bày ra tư thế phòng thủ, kích hoạt kỹ năng giáp phục dựng lên một lớp rào chắn bảo vệ xung quanh cơ thể. Thế nhưng, giáp phục của mấy con hàng này so sánh với kẹo đồng của nhân loại vẫn còn yếu thế hơn một chút.
Viên đạn va chạm vào lớp phòng thủ tuy bị đè ép cho biến dạng nhưng cũng đã khiến lớp phòng thủ kia vỡ vụn như thủy tinh. Còn viên đạn thì không ngừng lại tiếp tục xuyên thẳng qua cơ thể con bọ ngựa tạo thành một vết thương trên cơ thể nó. Lão Huỳnh đứng trên chòi canh vừa ôm súng máy xả đạn liên tục, vừa dặn dò anh em có bắn thì nhớ tránh phần đầu ra, nếu mà vỡ đầu thì sẽ không được nhiều quân công ấy. Tô Hoàn đứng ở một bên thầm đánh giá, mặc dù giáp phục của Liêm Đao Khoái Giáp không mạnh thế nhưng để chống đối đạn phổ thông vẫn còn dư sức. Nhưng mà đội sĩ binh ở đây đã tìm ra được đối sách để làm gỏi MA con hàng này từ lâu rồi. Bọn họ trước tiên dùng súng máy đánh thẳng vào lớp giáp phục nhằm phá lỗ hổng, sau đó thì sẽ để cho tay bắn tỉa ra đòn chí mạng thu gặt tính mạng của Liêm Đao Khoái Giáp. Chỉ thấy lúc này ở phía xa có một con bọ ngựa đang không ngừng thôi thúc lớp phòng thủ giáp phục của mình chặn lại cơn mưa kẹo đồng từ súng máy. Thế nhưng lớp giáp phục của nó chỉ cần có dấu hiệu rạn nứt một chút, lập tức có sĩ binh thủ sẵn súng bắn tỉa gần đó bóp cò xé rách cơ thể con bọ ngựa xấu số ngay. Tô Hoàn lần đầu tiên được chiêm ngưỡng chiến trường phía Bắc nó là như nào. Mặc dù những sĩ binh không thể có được sức chiến đấu vượt trội như ngự sư, thế nhưng bọn họ có được sự ăn ý phối hợp với nhau qua vô số trận chiến. Điều này khiến lực chiến đấu của nhóm sĩ binh cũng không hề tầm thường. Những con Liêm Đao Khoái Giáp liên tục bị tiêu diệt, đến sau cùng chỉ còn lại một con thấy tình hình không ổn tính đánh bài chuồn lẹ. Lão Huỳnh lập tức kêu gọi thêm Tiểu Hổ hộ tống Tô Hoàn đi làm thịt con Liêm Đao Khoái Giáp còn sót lại. Ba người cùng tiến lên một con xe Jeep rồi lao ra chặn đường chạy đi của con bọ ngựa kia. Tô Hoàn đơn độc xuống xe, chuẩn bị lấy con bọ ngựa kia ra làm bia tập bắn. Lão Huỳnh trên xe nhắc nhở Tiểu Hổ luôn trong tình thế sẵn sàng khởi động súng máy hỗ trợ. Trong đầu lão nghĩ ngự sư từ nội thành đi ra toàn cậu ấm thôi, lỡ Tô Hoàn lóng ngóng tay chân mà hẹo ở đây thì bọn họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Tô Hoàn nhàn nhã tiến lại gần con Liêm Đao Khoái Giáp, trước tiên muốn pet của mình sử dụng ác tập kiểm tra sức mạnh của con hàng này. Tô Hoàn kích hoạt ngự ấn vật trên tay, thả ra ngoài long xà tích. Long xà tích ra ngoài lập tức kích hoạt ác tập lao thẳng về phía con bọ ngựa kia. Liêm Đao Khoái Giáp cũng theo bản năng kích hoạt giáp phục, thế nhưng cái lớp giáp mỏng manh đó chẳng thể chống đỡ nổi dù chỉ một giây trước sự dũng mãnh của long xà tích. Long xà tích không cắn không xé, chỉ húc thẳng một cú khiến con bọ ngựa kia bay ngược về sau rồi ngã sóng xoài ra đất. Tô Hoàn đứng bên ngoài quan sát được lớp giáp phục kia đã giúp Liêm Đao Khoái Giáp cản bớt được khá lực tấn công. Vậy nên đòn lao tới vừa rồi của long xà tích không thể gây ra tổn thương quá lớn được. Anh ta liền thay đổi chiến thuật, kêu gọi long xà tích sử dụng ác niệm đạn liên châu. Long xà tích theo lệnh liên tục phun ra vô số quả cầu năng lượng tập kích về phía Liêm Đao Khoái Giáp. Lần này giáp phục của Liêm Đao Khoái Giáp vậy mà lại có thể chống đỡ được đạn năng lượng mà long xà tích đánh ra, lớp giáp chỉ bị tổn thương nhẹ nhưng vẫn còn có thể duy trì được. Liêm Đao Khoái Giáp sau khi chống được thế công của long xà tích, lập tức triệt tiêu đi lớp phòng thủ giáp phục, dồn năng lượng vào những chi trước khiến chúng càng thêm sắc bén rồi lao thẳng về phía long xà tích. Tô Hoàn đứng một bên không hề nao núng thì ổng có phải đối mặt trực tiếp đâu mà nao núng, ra lệnh cho long xà tích thi triển kỹ năng long uy chấn nhiếp. Long uy chấn nhiếp thả ra, ngay lập tức Liêm Đao Khoái Giáp đang tiếp cận long xà tích như chúng thuật định thân không thể cử động nổi nữa. Nhân lúc này, Tô Hoàn ra tiếp mệnh lệnh tiếp theo cho long xà tích sử dụng long lực và mồm con bọ ngựa kia. Long xà tích gầm lên rồi lao tới, chân trước vung ra và một đòn cơ bản lệch đầu con Liêm Đao Khoái Giáp, còn gọt luôn cả một bên mắt của nó nữa. Phải công nhận là sức sống của côn trùng đáng nể thật. Mặc dù một phần đầu đã bị long xà tích vả nát thế nhưng con Liêm Đao Khoái Giáp kia vẫn có thể cố gắng chạy đi. Tô Hoàn nào có chuyện để con mồi chạy đi dễ dàng như vậy, anh ta ra lệnh cho long xà tích dùng địa thương tế tung ra đòn kết liễu. Long xà tích dậm mạnh chân xuống đất, vàng sáng màu xanh bao phủ xung quanh chú rồng nhỏ này. Sau đó dựa vào khả năng điều khiển đất của địa thương tế mà tạo ra vô số cọc đá mọc lên từ mặt đất xiên con Liêm Đao Khoái Giáp kia thành tổ ong. Lão Huỳnh và Tiểu Hổ bên trong xe ngồi xem trận chiến từ đầu tới cuối mà câm nín. Tiểu Hổ trước tiên lấy lại được tinh thần, Tô Hoàn mạnh mẽ như kia chính xác là pet của Tô Hoàn mạnh mẽ như kia thì cần gì đến bọn họ hỗ trợ cơ chứ. Lão Huỳnh cũng phải công nhận là Tô Hoàn đã vượt xa hình ảnh về các ngự sư từ nội thành đi ra trong lòng lão. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Hổ đứng trước các anh em khác trong chòi canh bắt đầu màn khua môi múa mép kể về chiến tích của Tô Hoàn với mọi người. Lão Huỳnh thì đến bên Tô Hoàn tỏ lời bái phục, lão ta từng nghĩ Tô Hoàn cũng như mấy tên ngự sư thực tập khác chỉ được cái mã chứ chẳng được tích sự gì. Nhưng sau trận chiến tối qua lão Huỳnh đã hoàn toàn bái phục Tô Hoàn rồi đó. Tô Hoàn không hề được nước mà vênh váo, ngược lại khiêm tốn nói nhóm sĩ binh tối qua thể hiện ra cũng đã khiến anh mở mang tầm mắt rất nhiều. Đúng lúc này một sĩ binh hấp tấp chạy vào, anh ta thông báo với lão Huỳnh rằng có người tới. Lão Huỳnh xin ý kiến của Tô Hoàn, sau đó cả hai người cùng tiến ra bên ngoài xem người tới là ai. Đứng trên tường thành, lão Huỳnh nhận ra là quân đội của bộ chỉ huy đang kéo nhau tiến về phía này. Lão Huỳnh thấy có gì đó là lạ. Bình thường mỗi lần kiểm kê quân công bộ chỉ huy sẽ đi lần lượt từng đồn canh gác. Để đến được đồn canh số 7 này ít nhất thì cũng phải giữa trưa, nhưng hôm nay mới sáng sớm đã thấy từng xe nối đuôi nhau kéo đến rồi.
Tô Hoàn đứng bên cạnh Lão Huỳnh chỉ lặng lặng lắng nghe, trong đầu thì nghĩ tới một người nào đó. Xe quân đội nối đuôi nhau tiến vào bên trong đồn canh số 7. Người dẫn đầu đoàn xe này là Lỗ Lăng, không phải Lỗ Lăng nha, chức vụ tổng chỉ huy phòng tuyến phía Bắc. Nhìn anh giai Lỗ Lăng này cũng chốt chốt BAD boy các kiểu các thứ phết này. Lão Huỳnh dẫn đầu các anh em sĩ binh trong đồn canh số 7 tiến ra chào tổng chỉ huy. Lỗ Lăng vậy mà nhớ rất rõ tên họ của Lão Huỳnh, đội trưởng ở đây là Huỳnh Thành Trụ, cũng nói chuyện với Lão Huỳnh đôi câu. Lão Huỳnh được tổng chỉ huy nhớ rõ tên tuổi như vậy thì nước mắt lưng tròng. Không nghĩ tới một nhân vật nhỏ bé như mình vẫn được tổng chỉ huy nhớ kỹ như vậy, tỏ lòng lo lắng Lỗ Lăng từ xa lặn lội vất vả tới đây. Xa cái bíp ấy mà xa, Lỗ Lăng từ tổng bộ phi qua đây mất có 10 phút chứ mấy, cứ làm quá chuyện lên. Anh ta bỏ qua Lão Huỳnh, mà thẳng tiến tới chỗ Tô Hoàn hỏi thăm xem đã quen với cuộc sống ở chỗ này hay chưa. Tô Hoàn giật mình lắp bắp muốn báo cáo tổng chỉ huy, thế nhưng mà đổi lấy chỉ có ánh mắt nguy hiểm của Lỗ Lăng yêu cầu Tô Hoàn xưng hô lại cho chuẩn xem nào. Tô Hoàn hiểu ý ngay, vội vàng đổi cách xưng hô chào Lỗ Lăng là Tam Sư Huynh, xác nhận bản thân đã quen thuộc với cuộc sống nơi tiền tuyến này rồi. Hóa ra Lỗ Lăng cũng là một trong các đệ tử của bảo chủ Chu Hợp. Lỗ Lăng đưa tay lên xoa đầu tiểu đệ Tô Hoàn, trông hai ông tướng cũng chẳng kém nhau bao nhiêu mà làm ra cái hành động kiểu đó cũng hơi bị cấn cấn à nha. Lỗ Lăng nói rằng anh ta liên tục nghe được sư phụ nhắc đi nhắc lại rằng bản thân mới thu thêm được một đồ đệ thiên tài hiếm có khó tìm. Mà lúc Tô Hoàn tiến về bộ chỉ huy để tiếp nhận nhiệm vụ ra tiền tuyến công tác thì Lỗ Lăng không có ở đó. Lúc đó anh ta còn bận đi vây bắt một đám tiểu tốt không biết điều nên mới lỡ cơ hội gặp mặt Tô Hoàn. Thành ra lần này anh ta phóng thẳng tới đây chỉ để được thăm cậu em út mới gia nhập thôi đó. Lão Huỳnh và các anh em sĩ binh khác nghe được cuộc trò chuyện này thì đứng hình liền. Tô Hoàn thế mà được tổng chỉ huy đích thân đến thăm đó nha. Đã thế bọn họ còn nghe ra thân phận của Tô Hoàn thế mà lại còn là đệ tử của bảo chủ. Còn may là mấy ngày qua bọn họ cư xử đúng mực, chứ không thì toang cả nút. Lúc này Lỗ Lăng ra lệnh cho các sĩ binh bớt đứng hóng chuyện, lo đi kiểm kê thu hoạch đi, để anh ta và Tô Hoàn có không gian riêng tư. Lỗ Lăng muốn Tô Hoàn triệu hồi Long Xà Tích ra, sư phụ đã giao trọng trách cho Lỗ Lăng đến kiểm tra tình trạng tiến triển của Tô Hoàn như nào rồi về báo cáo lại cho ông ấy. Tô Hoàn hiểu vấn đề ngay, cứ tưởng là chạy ra ngoài tiền tuyến rồi thì sư phụ không quản nữa, nào ngờ ổng lùa hẳn sư huynh qua trách tiến độ học tập luôn nha. Tô Hoàn cũng nghe lời, lập tức triệu hồi Long Xà Tích ra ngoài. Nhìn thấy Long Xà Tích xuất hiện, Lỗ Lăng cũng giật mình luôn. Theo anh ta được biết thì con hàng này mới nở ra có một tháng thôi đó, thế mà đã to như con nghé con rồi. Tô Hoàn giả ngốc coi như không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đẩy hết lý do cho việc long hệ nó hấp thu tốt, ăn cám tăng trọng nhanh lớn thôi có gì lạ đâu. Lỗ Lăng cố chấn định lại bản thân, sau đó nói rằng bản thân cũng sở hữu một con ngự sủng long hệ, muốn lấy ra để kiểm tra trình độ của Long Xà Tích đến đâu rồi. Lỗ Lăng kích thích ngự ấn vật trên tay, triệu hồi ra tê giác địa long của anh ta. Con hàng này nhìn qua chẳng khác nào khủng long ba sừng phiên bản thanh thoát hơn cả. Lỗ Lăng giới thiệu tê giác địa long là sinh vật loại nguy hiểm song hệ, nắm giữ long hệ và thổ hệ. Đẳng cấp của tê giác địa long ngang ngửa với Long Xà Tích, là loại đỉnh cấp nguy hiểm. Tuy nhiên thì tê giác địa long đã được Lỗ Lăng đào tạo rất lâu, lúc này nó đã tiến lên tầng thứ siêu cấp nguy hiểm rồi. Tê giác địa long được cái là da cứng thịt dày, có thể đứng im cho loại thứ cấp khủng bố mặc sức tấn công trong một khoảng thời gian dài. Nghe giới thiệu xong mà cả Tô Hoàn lẫn Long Xà Tích đều đổ mồ hôi rồi, có chắc đây chỉ là kiểm tra thôi không hay là Lỗ Lăng đang muốn ỉ mạnh hiếp yếu trêu đùa sư đệ một chút đây. Tê giác địa long tiến lại gần, vươn móng vuốt ra chạm chạm vào Long Xà Tích, khiến bé con run như cầy sấy chẳng dám cựa quậy gì hết trơn. Long Xà Tích quay lại nhìn Tô Hoàn bằng đôi mắt ngấn lệ, ý là để nó oánh nhau với đối thủ nặng ký thế kia là bị ăn hiếp phát một đó, làm ơn thương nó tí đi. Tô Hoàn cũng thương pet cưng của mình, vội vàng hướng về Lỗ Lăng rào trước đừng có để tê giác địa long lấy thịt đè bẹp Long Xà Tích bé nhỏ của anh ta đó nha. Lỗ Lăng vỗ ngực đảm bảo không cần phải lo, uy tín là tê giác địa long tự biết chừng mực, nó sẽ không ức hiếp kẻ yếu đuối đâu, ý là chê Long Xà Tích yếu đuối không thèm bắt nạt đó. Tô Hoàn nhận được bảo đảm của Lỗ Lăng cũng không ngại nữa, làm luôn một trận giao lưu võ thuật chứ chờ đợi gì. Lỗ Lăng mở màn trước, anh ta ra lệnh cho tê giác địa long thi triển địa thái dẫm đất á cho Long Xà Tích tỉnh ngủ cái nhẹ đã. Tê giác địa long nhấc chân lên rồi dẫm thật mạnh xuống, mặt đất xung quanh nó lập tức vỡ ra như mạng nhện rồi lan rộng về phía Tô Hoàn và Long Xà Tích đang đứng. Tô Hoàn chật vật cố gắng đứng vững, đồng thời nhìn thấy Lỗ Lăng thế mà đang lơ lửng trên không trung, không bị mặt đất sụp đổ gây ảnh hưởng. Việc phiêu phù trên không trung này chính là sau khi tu luyện tốt luyện tâm linh chùy, chế ngự tốt tinh thần lực mà bay lên. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngưỡng mộ, Tô Hoàn lập tức ra lệnh cho Long Xà Tích dùng ác tập mang theo anh ta bay ra khỏi vùng ảnh hưởng của địa thái. Video của mình đến đây là hết rồi. Bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.